gặp và lần đầu tiên gặp nhau ở ngoài đời. Chuyện gì xảy ra? Dạ thấy cô này đẹp quá. Đó là em mang cái váy ôm body đấy. Wow. Body đẹp thế. Anh dẫn em vào khách sạn. Rồi anh về, chuẩn bị về thì lúc đó em đưa sữa tắm, em đưa dầu gội, nói anh đi tắm đi, tí rồi về. Xong em chốt cửa lại luôn. Có nghĩa là em đi tắm rồi không? Đó là em rung lắm, sợ mình, sợ ừ, mình mất. Sẽ bị giận thịt. Dạ đúng rồi, sợ lắm anh. Thì chúng ta sẽ gặp tiếp một cặp vợ chồng nữa. Mời quý vị hãy dành một tràng pháo tay đón chào họ. Xin mời. Rồi đi cưng. Chào hai em. Rồi hai đứa giới thiệu về mình xem nào. Dạ, xin chào chị Hồng Vân, cũng như anh Quốc Thuận, cũng như là quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Vợ Chồng Son. Em họ tên đầy đủ là Lê Minh Chương, 29 tuổi. Hiện tại công việc của em làm ca sĩ tự do, cũng như là hỗ trợ vợ em là chăm sóc khách hàng bên mảng dinh dưỡng. Mời em. Em chào anh Quốc Thuận, em chào chị Hồng Vân. Em là Phạm Tấn Thảo, em đến từ Quảng Trị. Dạ con 2-3 tuổi. Dạ Quảng Trị nghe dễ thương nhỏ nghe. Xíu có phải là trong một dịp nào đó em thế bắt gặp bạn này hát trên sân khấu và em mê ảnh, em cua ảnh đúng không? Dạ thực ra là như thế này này, em là xuất thân là từ ngành điều dưỡng, cũng có làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh rồi 2 tháng. Thì lúc đó thì nghe tin mẹ là bị ốm thì em mới quay về chăm mẹ ở bệnh viện Trung ương Huế. Thì lúc đó người yêu em chia tay. Lúc đó em căng thẳng vừa chăm sóc mẹ ở bệnh viện một tháng. Em mới là lên trên Facebook ấy, em đăng một cái status là muốn đi phượt, lên leo núi ấy. Dạ vâng. Thì lúc đó anh chồng em vô comment. Dạ vâng, comment đầu tiên luôn. Lúc đó em nhớ là em vô comment là thôi bây giờ đi núi Bà Đen với anh đi. Mà không biết là cổ đang chăm sóc mẹ ở ngoài quê. Sao em nói thôi có gì hẹn dịp một dịp đó cho Sài Gòn được gặp. Ủa nhưng mà tại sao em lại là bạn Facebook của cổ, hay là vô tình em gặp cổ trên Facebook thôi? Dạ vô tình có bạn chung rồi em vô thấy avatar đẹp như kết bạn để đó thôi. À, dạ. Và comment luôn, cái comment đó là comment đầu tiên với nhau đó đúng không? Dạ. Khi mà nhận được comment đó thì sao? Em xóa status liền, xong em vào em nhắn tin với anh chồng của em. Dạ, xóa dấu vết đi đúng không? Dạ vâng. Rồi lần đầu tiên gặp nhau ngoài đời là lúc nào? 13 tháng 2 là hẹn nhau gặp ở ngoài sân bay Tân Sơn Nhất. Dạ. Gặp và lần đầu tiên gặp nhau ngoài đời. Chuyện gì xảy ra? Dạ thấy cô này đẹp quá. Đẹp quá. Đó là em mang khẩu trang bởi vì dịch Covid ấy. Em cầm cái vali rồi em mang cái váy ôm body đấy. Wow. Body đẹp thế. Khi mà quen nhau nhiều á, lúc đó em mới chia sẻ như vậy. Nhưng mà em vô Sài Gòn này là em có bà con, em có nhà trong này, hay là em vô đây là vì chỉ gặp ảnh thôi? Lúc mà em bị căng thẳng đấy và anh đăng một cái status là trên những chuyến đi phượt xa anh cần em đồng hành. Như vậy là thấy là chắc là chồng của em là đang gửi tín hiệu đấy. Xong là em cũng có lớp học là lập trình tỷ phú, là em vào Sài Gòn luôn. Lúc đó cũng thu xếp là ba em vào chăm mẹ rồi các chị gái cũng vào chăm mẹ rồi là em mới vào. Vào thì hai người có gặp là nhau. Mình vào Sài Gòn để mình gặp nhau đó. Dạ vâng. Sau đó thì có đi Bà Đen không? Có đi Bà Đen không? Là đi ngày nào? Ngày 14 tháng 2 luôn chị. Là qua ngày hôm sau đi luôn. Dạ đúng rồi. Thì có bữa tỏ đó tình tỏ ơi gì không hay như nào? Dạ có chị, có tỏ tình ở một cái quán cà phê rất là lãng mạn. Em tỏ tình hay cổ tỏ tình? Dạ em. Dạ em sốc không? Sốc chị. Sốc. Tại nào giờ mình là người chủ động không anh, mà cô này là người ngược lại là chủ động. Nhưng bây giờ mình bị lật kèo. Dạ đúng rồi. Cô nói ngày hôm nay anh hãy dành cho em 24 giờ trọn vẹn để mà có thể là cảm nhận được cái tình cảm của em. Đó là cảm xúc mình, tại mình đang cô đơn mà anh. Nghe được cái đó mình thấy đúng rồi. Tìm đúng người rồi. Thôi chấp nhận luôn đi. Coi như em có dành đúng 24 tiếng đồng hồ. Dạ dư luôn anh, dư luôn á. Qua ngày hôm sau luôn. À tức là hai đứa ở gần nhau luôn cho tới sáng ngày hôm sau. 10 giờ ở quán cà phê á, em nói là bây giờ em phải về. Em phải về để nghỉ ngơi, mai em đi làm. Thì em mới nói là anh ơi, dành trọn cho em 24 tiếng đồng hồ ngày 14 tháng 2 đi. Chồng em mới lo lắng bởi vì là trên đường đi núi Bà Đen về á, ngồi lại ăn quả trứng vịt lộn. Xong anh chồng em mới tiết lộ là anh còn zin đó nha. Anh còn zin đó nha.
Lúc đó là em biết là anh chàng này là hiền rồi mà. Nên là em gái. Gái sao nè? Lúc đó là khuya rồi, nên là anh dẫn em vào khách sạn. Rồi anh về, chuẩn bị về thì lúc đó em đưa sữa tắm, em đưa dầu gội, nói anh đi tắm đi, tí rồi về. Xong em chốt cửa lại luôn. Có nghe là em đi tắm rồi không? Vâng, sợ quá. Rùng lắm anh, đó em rùng lắm, sợ. Mình sợ mình mất. Sắp bị giận thịt. Dạ đúng rồi, sợ lắm anh. Đêm đó thì mình nói chung là cũng có ngủ chung. Đó thì cũng có không ít này kia. Nhưng mà đợt sau là mới đi Vũng Tàu, là đợt đó là mới là thuộc về nhau luôn. Đêm đó là vẫn còn chưa có thiệp. Dạ. Sau cái lần đó là coi như chính thức yêu nhau rồi. Dạ. Yêu nhau bao lâu? Yêu nhau 3 tháng. Yêu nhau 3 tháng rồi làm đám cưới. Dạ, thực ra thì cái biến cố là em bị căng thẳng, stress, mất kết nối với gia đình. Em được gia đình đưa vào bệnh viện tâm thần. Giống như em stress quá đúng không? Dạ, em stress quá. Thì lúc đó là hai bên nội ngoại là, tức là tất cả mọi người ấy cứ nghĩ em bị điên, cứ nghĩ em bị điên. Rồi đưa em vào tâm thần. Nhưng mà thực ra em bị căng thẳng thôi mà. Lúc đó khi mà em biết được vợ em vậy, em có sốc không? Rất là sốc chị, tại vì lúc đó là nhà em nói cho mày thấy quy heo nhỏ đó bị điên này kia rồi bạn bè nữa. Nhưng mà em làm cách nào để mà em vượt qua hết tất cả để mà em ở bên cạnh cổ trong lúc đó? Dạ lúc đó em chỉ nghĩ là cổ là mình xem như vợ của mình luôn, nên là mình ai có nói gì mình không quan tâm, mình dành hết cái tình yêu thương của mình. Và sau đó là vượt qua được cái điều đó là 3 tháng sau tụi em làm đám cưới. Dạ đúng rồi chị. Cưới là lúc đó là hai gia đình đã ok hết rồi đúng không? Dạ, tức là em có về này thưa chuyện với lại bên gia đình hết rồi. Nhưng mà lúc đó là mẹ em khỏe rồi đúng không? Mẹ em là đỡ rồi. Ba mẹ em cũng là đồng ý luôn. Dạ, đồng ý. Đúng không? Là nay được bao lâu rồi? Dạ, nay cũng gần một năm rồi đó chị. Gần một năm. Hơn một năm ấy. Nhưng mà sao cưới sớm vậy? Phong tục người miền Trung á là khi mà mang thai á là phải cưới. Bên nội á thì coi bói là nói là hai đứa này không hợp tuổi đâu, yêu nhau về là ly tán. Nhưng mà gia đình chồng vẫn đồng ý. Lúc đó chỉ có là lễ đính hôn thôi. Em nhớ ngày 15 tháng 6 2020. Dạ. Nghĩa là bác sĩ bảo cưới đó. Dạ đã đúng rồi. Em bé bữa nay là mấy tháng rồi? Dạ em bé bây giờ là 3 tháng 20 ngày. Dạ trai gái. Dạ trai. Rồi lấy nhau như vậy là hai đứa ở với nhau, lấy nhau được khoảng năm. Dạ vâng. Rồi bây giờ là tới cái phần 2 nè, phần kể thật xấu nè. Chưa thích cái phần 2 này không? Dạ thích, cực kỳ thích luôn á. Đó, nói trước đây. Vậy anh nói trước đi. Vợ em mà có cái tập não cái vàng, nói trước quên sau vậy đó. Bởi vì em hay cằn nhằn hoài, rồi nhiều khi là cổ như là hơi chậm xíu. Thấy ăn nói từ tốn, nói cũng chậm nữa. Gây lộn chắc cũng gây lộn chậm chứ phải không? Chậm nhưng mà chắc muốn gì không. Nhưng mà bây giờ thì em còn stress không? Dạ không, bây giờ em hoàn toàn bình thường rồi. Em chuẩn bị là kinh doanh, chăm sóc sức khỏe chủ động cho các hộ gia đình. Bây giờ tất cả những cái gì mà em áp lực, tất cả những cái gì mà nó động lại trong người, những cái stress là em đã giải vượt qua hết rồi, giải tỏa hết rồi. Hồi xưa em ở Huế đấy, là em thường ra chợ đêm đấy, là em nghe các anh các chị là hát phố giữa phố đêm, là em ao ước là sau này chồng mình cũng hát hay. Là ở ngoài Huế là thấy anh Trương là có cái kênh YouTube Lê Minh Trương Official là có hát bài là Tự tin đứng vững trên con đường mình đã chọn. Lúc đó hát hay quá nên em quyết định là chạy vào luôn, chạy vào Sài Gòn luôn. hiểu rồi. Bây giờ mình hiểu ra là lý do tại sao mà cổ vào xong rồi là cổ đóng cửa phòng không cho em thoát lui đó, rồi cổ tỏ tình với em luôn. Thì ra là mê giọng hát. Cái gì nó có lý do hết chị. Đúng rồi, đúng rồi. Nếu vậy thì anh có tật xấu gì không? Tật xấu của anh là bảo thủ. Bảo thủ. Hay thả bom trước gió đấy. Thả bom trước gió đấy. Thả bom trước gió. Xong chồng em mới giải thích đó là hương vị tình yêu. Tức là anh chỉ có bảo thủ thôi. Còn cái tật kia đâu phải tật xấu đâu. Cái đó là tiến hóa tốt. Sống cho sức khỏe đó. Có khó chịu với em không? Chung là anh cũng yêu thương em nhiều, bởi vì hiểu tính em á, nên là cũng giúp đỡ em rất là nhiều. Dạ vâng.
thế tốt rồi. Thực ra em không những là người chồng mà em còn là một cái gọi là liều thuốc tinh thần cho vợ em. Đúng rồi. Chị biết chắc chắn là sau này khi mà tụi em làm về kinh doanh nó sẽ nhiều áp lực. Thì chị mong rằng là em hãy né tối đa nhất có thể những cái áp lực cho vợ em để cổ đừng có bị gọi là trở lại cái stress đó nữa là nguy hiểm đó. Ha. Bây giờ có mong muốn cổ thay đổi điều gì không? Dạ em mong muốn là vợ em là yêu bản thân mình nhiều hơn, cũng như là tốt hơn mỗi ngày. Thực ra em từ khi mà em quen anh Trương ấy là em rất là phấn đấu để nỗ lực làm tốt cái bổn phận của mình, làm vợ, làm mẹ, làm con dâu, làm con gái của bố mẹ. Nhưng mà chị cũng nói em nè, em đừng có tự tạo áp lực cho mình nhiều quá. Dạ vâng. Thá Cương ha. Bây giờ đến cái phần rất quan trọng. Thì á, không có nhắn tin cho em, không có hỏi thăm nhiều, mà cũng là đang là bạn thôi. Tự nhiên em thấy em quạo, em bực, em khó chịu. Ghen luôn. Cái rồi cảm thấy là thương nhau luôn á. Trời ơi, khổ quá, đi hát về có được tiền, ví dụ như 400-500 vậy đó. Xong rồi cái em đi lấy hàng em bán, trời ơi nó nở lòng nào nó bơm hàng em. Trời ơi, em về em bắt mặt xuống giường em khóc, em nói em này đồ em mặc nấy, đồ em mặc hôm nay chồng em lựa luôn. Lựa em mới được mặc. Đó. Rồi á, đồ diễn em cũng vậy, chồng em lựa luôn. Tất cả mọi thứ. Xin mời quý vị, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng đầu tiên. Xin chào hai em. Chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Võ Kiều Vân xin gửi đến quý vị khán giả đang xem chương trình một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất à. Quá. Hiện tại em dưới 30 chút xíu. Và hiện tại em đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của em là dạ, gì? Em là ca sĩ. Đó. Mà em? Dạ em là Khởi Phong. Hiện tại thì em đang là manager của bạn Vân. Và em là nhạc sĩ chuyên sản xuất những cái MV ca nhạc của Vân. Và tất cả những cái dòng nhạc Vân hát là từ ballad, bolero, dân ca thì em đều viết cho Vân. Coi như là chồng đàn vợ hát. Dạ. Có nghĩa là lọt sàng xuống nia. Nước chảy chỗ trũng, không có mất đi đồng nào. Dạ, đúng rồi đó. Vô hết, không có thoát một miếng nào. Cái này là không phải là mình tham đâu, mà tại vì ngày xưa tụi em nói chung là không có điều kiện nhiều. Nên là cái gì mình cũng phải tự học, mình tự làm. Hai bạn hãy kể cho anh nghe câu chuyện của hai bạn lần đầu tiên gặp nhau là ở đâu nè. Và lần đầu tiên em gặp chàng trai này em ấn tượng. Dạ em gặp anh Phong là lúc tụi em đi hát chương trình từ thiện. Chồng em mới đầu em gặp hiền lắm. Trời em nói sao giờ này còn xuất hiện một người đàn ông trên thế giới này mà sao hiền dữ vậy trời. Giờ nhìn thấy cũng hiền mà. Dạ không đâu, cũng quỷ ma hơn nhiều lắm. Trời ơi, giờ là quỷ ma rồi. Dạ hiền mà nó nói em thấy sao người ta ăn hiếp nhiều quá. Xong giống như là tự nhiên em thương người này, em muốn bảo vệ người này vậy đó. Trời ơi, em giống như là người đàn ông vậy đó. Ôi men lắm anh, lúc đó là giống như là hả, ngày xưa mình hay gọi là tomboy á. Ôi men lắm, tính cách mà giống như là không chơi phụ nữ, không chơi con gái đâu. Chơi mấy đàn ông không à. Đó, trong cái chuyến đi từ thiện hôm đó thì tụi em có duyên ngồi chung xe. Tại cái anh làm từ thiện thì bữa đó là em nhớ là ở Bến Tre. Cái làm cái duyên sao á là bạn này ngồi kế em luôn. Sau cái buổi đó thì về thì hai đứa mới tìm hiểu, hai đứa nói chuyện. Nhưng mà cái ấn tượng đầu tiên á là cái tính tốt rồi đó. Nói chung là tốt tính mới đi từ thiện đó. Trời hai đứa em thử ông này đi từ thiện xong ghé được cái chỗ đó là mình được mua mấy cái đồ mà đặc sản đó anh để đem về. Trời hôm nay vợ mới nhớ nè, ông dẫn vô ông hỏi em ăn kem hôm, em nói dạ ăn. Rồi xong cái em tưởng đâu là hả đàn ông ghê lắng bao mình, em mua quá trời đồ luôn. Em thử ông này sao có mê gái không nha. Ai ngồi đâu hồi em ra em trả tiền quá trời trả luôn, ông trả đúng một cây kem mời em thôi, rất là rõ ràng luôn. Tại vì sao như ông nói ông mời em mà. Dạ không có mê gái. Em nói ông này được nè, không có mê gái tôi ok. Không có bị bệnh mê gái. Dạ đúng rồi đó. Dạ gái này là tính ăn cây kem xong rồi tính thử là xử nguyên một mớ đồ coi anh có trả hay không. Dạ đúng rồi đó, không trả là ok. Tại sao em không ga lăng mà em chỉ trả có một cái kem thôi? Mua xong rồi cái em ra em tính tiền. Thì cái đó thì em tính tiền trước, còn bạn này bạn đi lựa bạn mua đồ sau đó thì em đâu không có để ý. Thì bạn mua đồ sau, bạn mua quá trời, bạn ra thì lúc đấy thì xe chạy rồi thì em mới thấy xe chạy thì thôi em lên xe em ngồi. Thì bạn cái sau bạn tưởng em chờ bạn tính tiền cho bạn, cái bạn đứng bạn nhìn em hoài. Lúc đó là em cũng chưa biết là bạn thử lòng mình đâu đúng không? Tất cả mọi người là ai mà thử lòng em là em không biết gì luôn. Ráng chịu đó. Dạ. Bao lâu thì bên nào mới tỏ tình cho đằng kia? Tụi em quen nhau chính thức là
trong từ cái hôm từ thiện đó về chắc khoảng 6 tháng. Mà em công nhận nha, đúng là hình như nói mà khi mà mình gặp người đó nói khi nào mình thích người đó mình không biết. Nhưng mà tự nhiên em cảm giác như là khi mà ông này ổng đi quay MV á, thì á không có nhắn tin cho em, không có hỏi thăm nhiều, mà cũng là đang là bạn thôi. Tự nhiên em thấy em quạo, em bực, em khó chịu. Ghen luôn. Thế rồi cảm thấy là thương nhau luôn á. Không có, không bao giờ mà chính thức nói là ừ mình yêu nha nha em hay gì đó, không có. Hèn lắm. Nhưng mà sao tụi em lại nhớ được là sau 6 tháng là tụi em chính thức yêu nhau? Nó là nó có phải một cái mốc cột mốc đó. Dạ. Có một cái sự kiện là lúc đấy Vân đang đi hát nhóm. Nhóm Vân là nhóm Olala. Dạ. Dạ ngày xưa em diễn em gặp anh hoài à. Nhưng mà lúc đó em nhỏ anh không nhớ. Chống đồng 1-2-6 là nhiều lắm. Thì cái thời điểm mà em gặp Vân thì cái show nó ít rồi. Đó, cuộc sống khó khăn hơn. Trong đó thì các bạn mới là rã nhóm. Thì em mới kêu là thôi bây giờ bà về đây cho tôi làm cho. Đó là em mới bắt đầu em làm sản phẩm đầu tiên cho Vân. Sau 6 tháng thôi mà mình đã tìm được nhau đó phải không? Dạ, nhưng mà rồi. Có thể hiện không? Lần đầu tiên là ở rạp hát Hòa Bình lúc 3 giờ sáng. Đi đầu 3 sáng gì? Kỷ niệm mà em cũng nổi da gà với bạn này nè. Sao? Đó là bạn này bạn ấy đi diễn chung ở Long Khánh về. Chị biết cái đường Long Khánh vào thời điểm đó họ cứ đi chung với một chị ca sĩ nữa. Suốt cái quãng đường mà chạy từ Long Khánh về đây là chắc khoảng 2 tiếng đi xe máy. Trời ơi em lo mà em lo em ngủ không được luôn á. Lúc là 12 giờ mấy 1 giờ diễn xong. Tới về tới nhà hát Hòa Bình 3 giờ sáng rồi. Cái em nhìn em thấy thương quá. Thì lúc đó là hôn cái. Đó, là, vậy đó hả? Ở đó là nhắc Hòa Bình nhớ hoài cái cảnh đó luôn. Và sau khi mà quen em là em không bao giờ em cho đi cái kiểu đó nữa. Tại vì á, mình con gái anh mà giống như ngày xưa mình không có nổi tiếng, mình là ca sĩ trẻ nó mình hát, rồi đi hát tỉnh sợ mấy cái ông vậy đó dê lắm, kiểu như là thấy con gái mới lớn mưng mởn à. Mấy công vụ em sợ lắm, giống như không ai đụng được vô em đâu nha, nhưng mà thấy ông này hiền á, cái mình cảm giác là mình tin tưởng được, là không có vồ vập, không có là mình thấy ghê sợ vậy đó. Thì em mới thương anh này như mới thấy có niềm tin. Dạ đúng rồi, em không, em không ăn không thôi. Vậy thì cái lần đầu tiên là ai ăn ai trước? Em nhớ là ăn cái chứ sao mà ai ăn ai, ai ngỏ lời ăn trước. Ừ, đó. Em phải nói rõ văn phong mình. Cái thời gian đó là tụi em đi khách sạn hoài luôn á. rất là thiệt thà. Đúng không? Có sao nói vậy người ơi. Đó. Không, nên là một công đôi việc. Tại vì tụi em đi diễn nhiều. Đi diễn tụi ở khách sạn không à anh? Bây giờ lửa gần rơm thì lâu ngày cũng phải cháy thôi. Không lẽ giờ người con trai, người con gái vô khách sạn hai đứa nhìn nhau. Hai đứa là quen nhau mấy năm rồi cưng? Tới thời điểm này thì tụi em quen nhau là 9 năm rồi. 9 năm. Là dạ. cưới bao lâu rồi? Tụi em vừa mới cưới ngày 1 tháng 3 năm vừa rồi. Thì tụi em là đến với nhau từ hai bàn tay trắng luôn. Xong rồi sau đó gặp nhau rồi cố gắng làm tất cả mọi thứ. Mà em cũng may mắn ở một chỗ là tổ thương và khán giả cũng rất là thương em. Thì sau khi em ra được cái bài thứ hai là Yêu Là Phải Thương, thì bài đó là cái bài mà đình đám nhất của em. Thì lúc đó là coi như là chứ cuộc đời lên hướng. Lên hướng. Yêu Là Phải Thương là chồng sáng tác. Dạ em chồng luôn. Em viết luôn. Hòa âm phối khí luôn. Dạ. Thực hiện luôn. Quay video clip luôn. Dạ. Móc ống hết anh. Mới đầu là tụi em bán hàng, nói thẳng là kinh doanh online thêm. Lúc đó trời ơi khổ lắm. Em nhớ lần đầu tiên nha, xong rồi kinh doanh là em bị bơm hàng. Trời ơi, ổng vừa chở em đi hát còn vừa chở em đi ship hàng nữa. Em mới về bị bơm hàng, em nói với anh Phong, em nói với chồng em, chết rồi chồng ơi, mất hết tất cả rồi, trắng tay rồi. Phá sản rồi. Cái gì mà dữ vậy? Ủa mà có mấy trăm ngàn. Trời ơi, người ta đặt có 300 ngàn rồi. Nhưng mà anh biết sao không? Giống như dạ tức, nhưng mà giống như mình không có vốn nhiều. Người này đặt cái này thì mới đi ra lấy. Chứ không có kiểu bây giờ mà lấy hàng sẵn nữa. Trời ơi, khổ quá, đi hát về có được tiền. Ví dụ như 400-500 vậy đó. Xong rồi cái em đi lấy hàng em bán, trời ơi nó nở lòng nào nó bơm hàng em. Trời ơi em về em bắt mặt xuống giường em khóc, em nói em này chồng ơi trời ơi mất hết tất cả rồi, phá sản rồi trời ơi. Có hàng chỉ giá có 300 ngàn thôi đó. Dạ mà phát bơm ra, hàng mà, em mà thật ra coi như cái vốn của bà là 310 ngàn đó. Dạ đó, bây giờ là bơm khóc có 10 ngàn thôi đó. Cái xong chồng em nói thôi thôi bà ơi, của đi thay người, còn người là còn của. Chính vì vậy mà sau đó mới có một bài hit. Dạ. Ai mà động tới kim ngân của bạn này là không thể nào mà động được hết. Cho nên là giống như cái két sắt giữ tiền của em nè. Rồi bây giờ thì sao? Kinh khủng lắm. Bây giờ thì còn hơn vậy nữa. Rồi sẵn đây bây giờ mình tới luôn đi. Khui đi. Bây giờ mình khui luôn đi. Tật xấu đó. Đi.
Dạ. Tật xấu của cô ấy là gì nè? Tật xấu thì bạn này bạn có cái tính là cũng là tính đàn ông nữa. Ví dụ để tự giác làm thì không có sao đâu. Mà ví dụ em thấy cái nhà dơ quá đi, em kêu bà ơi cầm cái chổi quét nhà đi, là hộ cái chổi bay vô em luôn. Xong rồi cái dập như nè, chổi đi mà muốn sập cái nhà luôn á, lên lầu. Không làm luôn. Kêu, dạ, không làm luôn. Chỉ cần mà kêu luôn. Đi nhẹ lại thôi là thấy cảnh luôn. Dạ. Bình thường á, ví dụ như em thấy đi, em sắp xếp hết tất cả mọi thứ, em làm giống như là chờ em gom từng một hột bụi một luôn. Nhưng mà đến khi em làm biến lên rồi á, mà kêu bà ơi quét nhà đi hay bà ơi lau nhà đi, có mơ không có chuyện đó đâu nha. Sếp vô cái tính gì ta? Tính bị quạo, tính nóng bị kỳ tính. Dạ. Cần ha, cọc cần. Dạ, nóng tính, nóng sản. Dạ, nóng tính đúng rồi đó. Còn gì không nè, nữ công gia chánh may giá thiêu thùa. Trời, biết nấu ăn, biết làm gì. Cái đó là thôi anh đừng kêu tuyệt đối luôn. Cái gì dạ. Gọi nhà không, bây giờ em, bây giờ hơi nấu rồi. Mà ngày xưa á, em nhớ thời gian lúc đầu em quen á, là có một cái món mà tới 9 năm nay chưa giờ em ăn lại món luôn. Món ngon lắm á chồng. Trời ơi em sợ mà giống như món đó giống như mấy món kinh dị vậy đó. Là trời ơi, em lên mạng em học đàng hoàng chứ bộ mình cũng muốn chăm sóc người mình yêu như thế nào. Tại vì hồi nhỏ giờ mẹ em toàn nấu cho em ăn không à, có mình em mà cưng lắm. Món canh cà trứng. Em ăn một lần là anh tin ông là một cái vị đó là có nhiều trứng là cho vô hết luôn á. Vậy là canh trứng rồi. Đâu trứng nhiều cả. Trứng một cái rồi. Nồi vậy nè, có hai đứa ăn vào một cái nồi. Trời ơi em ăn mà ăn cả ngày cái nồi đó mà tới giờ em không dám ăn lại luôn. Bây giờ là nấu ngon rồi. Lần nấu là coi như là good rồi. Còn cái gì nữa? Cái lộn thì bạn này là giống như độc rác, còn em thì em im lặng em ngồi em nghe là xong rồi cái em đi chỗ khác. Coi như mình có muốn dừng cái câu chuyện đó ở đó đi, mình không muốn tranh luận nữa. Thì em đi chỗ khác thì cái hồi bạn không thèm, cái bạn gọi điện bạn nói nữa. Dạ. Là tới khi nào mà cảm thấy là hài lòng rồi thôi. Cảm thấy là chỗ cúp máy khóa máy luôn xong. Dừng em khóa máy luôn đó em. Vô phòng ở một mình luôn, để em ở ngoài luôn. Em đập cửa phòng luôn. Xong ở ngoài luôn. Dạ. Xong rồi cái trả lời là em là nói thôi bây giờ để cho chồng ngủ đi, vợ đừng nói nữa. Xong rồi đập cửa phòng luôn, xong hồi mở cửa cho em vô. Không có giận nhau quá ngày luôn. À. Dạ. Thôi vậy là được rồi. Mà bị nhây đó. Nói dạ, đúng rồi đó. Nhây đó. Dạ đúng, đúng chính xác. Nó không sẵn nói nhây. Đó là hai tính xấu của cô này. Dạ. À. Còn anh này thì sao nè? Tới em đó Vân. Trời ơi, chồng em không có tính xấu. Không, em cũng có rất là nóng tính. Chỉ có là nóng tính với lại kỹ tính khó tính thôi. Thì nhưng mà nóng tính thì mỗi lần kia dạ, nhau lỏng ra thiêm rồi. Chồng em không có tính xấu, nó kể một hồi là chồng nhiều lắm. Nóng tính ba cái. Ủa nhưng mà em nghĩ mấy đứa này. Nóng tính gì? Nóng tính nè, kỹ tính nè. Khó tính dạ, nè, đúng đó rồi. Là ba cái. Đâu, ví dụ như bây giờ nè, cái khó tính là cái gì nè? Dạ, khó tính trong công việc. À. Ôi công việc em khó lắm, công việc là trời ơi em khóc trong phòng thu hoài luôn. Ôi, bình thường trong cuộc sống thì em lại không có cái tính đó nha, nhưng mà khi mà đụng tới công việc cái hồi là trời ơi em khó tính lắm luôn á, em dễ quạo lắm. Dạ. Rồi còn kỹ tính thì sao? Kỹ tính cũng trong công việc luôn. Nói chung là cái cuộc sống ở ngoài bình thường anh Phong, em muốn làm gì làm dễ lắm, không sao hết trơn á. Còn mà đụng tới công việc thì lại rất là khó với em là... nhiều kỹ nha. Đồ em mặc nấy, đồ em mặc hôm nay chồng em lựa luôn. Lựa em mới được mặc. Đó. Rồi á, đồ diễn em cũng vậy, chồng em lựa luôn. Tất cả mọi thứ, thiết kế đồ, đưa mẫu cho người ta luôn, để thiết kế cho em luôn. Bạn này bạn công bôi, cái gu của bạn ấy không phải là trên sân khấu. Đó, là lên sân khấu mà trong khi đó khán giả ở mình đi tỉnh nhiều, khán giả ở tỉnh thì họ lại không phải lấp lánh kim sa học rồi. Vậy đó, mà mặc đồ mà ai chê, bầu xô chê là gọi điện em mà chửi em không à. Rồi coi như là tất cả những cái chương trình gì mà bạn ấy tự lựa đồ á, là coi như là fail xong hết, mà về là em là em bị sai quá hết. Sai đó, em sợ quá thôi. Bây giờ từ em cái đó là em ôm luôn. Rồi bây giờ là em là hiện tại là manager nè, stylist nè, viết nhạc, tài xế, bấm đế, ô xin rồi nói chung Dũ. Là chỗ hồi cả hồi là em bà Dũ, ở nhà bà Dũ đó. Chăm đó. Vậy ở nhà nấu cơm em ăn luôn. Nấu cơm rất là ngon, nấu rồi ăn rất là ngon luôn. Tại vì sao khó tính quá tự nấu đi chứ giờ sao giờ. Hai đứa có em bé chưa? Dạ chưa. Rồi mai mốt đi đây rồi là ông Vú luôn đó. Dạ. Như là lo luôn hai đứa luôn đó. Có mong muốn chồng thay đổi gì không, có bớt kỹ hay bớt khó hay là bớt nóng không? Dạ không, chồng em tốt lắm. Vậy chị vậy luôn phải không? Dạ đàng hoàng lắm. Tại vì bây giờ thay đổi mai mốt sao làm bà Vú cho con mình. Dạ đúng rồi. Trời còn em có muốn bạn này thay đổi gì không? Riêng em thì em muốn bạn này sao chồng coi cho được nha chồng. Uy hiếp quá. Ở đây em không biết tối có phòng ở lại.
Sao Phong? Em thấy lo. Không nói chứ thực ra bạn này đối với em là rất good rồi. Còn duy nhất một cái vấn đề thôi là bạn ấy không biết tự trưng diện với mua sắm cho bản thân. Rồi em kêu là thôi bà đi shopping đi, bà đi mua đồ đi, mà 10 lần đi là mua đồ cho em không à. Okay. Em chỉ mong là sau này bạn đi mua nên shopping chăm nhiều sóc nhiều cho bản thân mình. Ê, đi đâu á cần ủa hôm nay bà mặc đồ gì vậy chồng? Thôi thôi bà tự kiếm đi mà. Dạ đúng rồi, em đi đâu như bây giờ em bị quen rồi đó. Thôi em đi đâu em cũng hỏi là ủa dòng giờ bà mặc đồ gì vậy? Em đi ra ngoài đi ăn em cũng hỏi, em đi gặp ai em cũng hỏi là chị hôm nay mặc đồ gì cho nó hợp. Chứ rồi nó giống như thành một cái thói quen vậy. Em mong muốn là bạn này tự luôn á hả? Dạ. Sao tự được? Tự rồi xong bị fail nữa. Thì nói tóm lại là cố gắng là những cái đồ mà về diễn thì em phải làm stylist là em phải chịu thôi. Phong muốn em phải mạnh mẽ, có những lúc á mà mình phải tự quyết định mọi thứ chứ không là mình cứ cái thói quen mà để người khác quyết định cho mình rất là nguy hiểm. Không, ngày xưa em mạnh mẽ lắm nha. Lúc mà hai tụi em lúc mà khổ á, mà em không biết sao càng ngày giống như là bị thay đổi năng lượng vậy đó. Em lật qua hết cho anh Phong, còn anh Phong bây giờ là giống như bù đắp lại hết cho em luôn. Vậy là thôi bắt đầu từ bữa nay đổi đi 50-50 nghe em. 50-50 trở lại như vậy. Nghe. Yeah. Ok. Yeah. Rồi xin cảm ơn hai em đã đến. Dạ. Anh chở em đi trên đường tự nhiên anh để tay lên đùi em. Xong rồi em hết sức lực giật mình á. Dạ anh này anh được cái là chạy xe rất là cẩn thận, chạy có 30 km/h thôi. Mọi người có nói là cọc đi tìm trâu. Em nghĩ là thời đại bây giờ các bạn nữ tinh tế nên là thuận nước đẩy thuyền á. À, chia tay với cặp đôi của Nhân và Quang, lát nữa chúng ta sẽ gặp lại cặp đôi này. Còn bây giờ mời quý vị chúng ta dành thêm một tràng pháo tay nữa chào đón cặp đôi tiếp theo. Chào hai em. Dạ. Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận. Dạ, em là Đức Anh, năm nay 37 tuổi và em đang công tác tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, em chào chị, em chào anh ạ. Dạ, em là Trúc Hà, năm nay 28 tuổi, đang công tác tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Em có em bé chưa? Dạ, tụi em đang có một em bé trong bụng. Chúc mừng. Mấy tháng vậy? Em bé của tụi em 6 tháng rồi. Rồi bây giờ Đức Anh ơi, em và cô giáo gặp nhau như thế nào? Dạ, nếu như mà không có internet và không có điện thoại di động thì thật ra bây giờ hai tụi em không có ngồi đây. Trong một cái câu chuyện của năm 2015 thì có một trận chung kết chương trình Đường lên đỉnh Olympia. Thì em thì rất là thích cái chương trình này. Cho nên ngồi coi rồi nó có một câu hỏi liên quan tới địa phương là quê của em, đó là thành phố Phan Rang Tháp Chàm. Sau khi mà xem xong chương trình em cảm thấy là nó không có thỏa mãn được một số cái của mình, cho nên là mình lên mình chém gió trên mạng xã hội thì vô tình kết nối được với bạn này. Bạn này vô comment đúng không? Dạ, nó là một câu chuyện dài, chắc nhờ bạn này bạn kể sao em. Dạ thì anh biết là tại sao lại hỏi là thành phố nào có nhiều từ nhất trong số các thành phố của Việt Nam mình á. Anh vô anh nói là trời, câu hỏi em phải vậy, không phải là từ, phải là âm tiết. Xong em nghĩ cho anh này chắc phải đồng môn với mình hay gì thì mới có cái sự nhạy cảm giữa từ hay âm tiết như vậy. Cho nên là em rất là tán đồng quan điểm của anh này, tại vì em nghĩ là đó là âm tiết, còn từ hay không là chưa biết. Đó cho nên là em nghĩ là trời, hay quá nè, có một anh này chắc là đồng môn của mình nè, mà đồng hương nữa mà bao nhiêu lâu nay mình không có biết. Xong rồi vô tình thì cứ nói chuyện kết nối qua lại. Rồi bây giờ kể cho anh nghe coi cái lần đầu tiên mà hai bạn đi chơi với nhau như thế nào. Thực ra nó cũng không phải là đi chơi với nhau, mà em đưa bạn này tới cái chỗ bạn đi chơi. Thấy bạn này ở Sài Gòn, thế em nói thôi được rồi, để em vào em chở bạn đó đi. Một cái cuốc xe đó nếu bây giờ tính theo Grab rồi chắc cũng phải được 120 ngàn. Trời, lần đầu tiên gặp nhau ở ngoài đời em vô cùng ấn tượng luôn. Tại vì ảnh chở em đi từ quận nhất xuống Bửu Long ở Biên Hòa, xong ảnh quay về quận 9. Thì trên đường đi, ảnh chở em đi trên đường tự nhiên ảnh để tay lên đùi em. Xong rồi em hết sức lực giật mình á. Nhưng mà sau đó em cũng coi thử là ảnh có làm gì quá không. Thì thật ra chỉ có để tay lên đùi xong rồi nói tiếp một vài câu thôi. Cho nên là thấy hóa ra là cũng đứng đắn. Rồi đi xe có thắng nhiều không? Dạ yeah, anh này anh được cái là chạy xe rất là cẩn thận, chạy có 30 km/h thôi. Nhưng mà vậy là kết luận là người đàng hoàng. Nhưng mà để tay trên đùi thôi, để lâu không? Dạ như thế này, thực ra là cái lý do em để tay trên đùi nó rất là đơn giản. Nam á, thì em tin vào cái sự mạnh mẽ của Nam rồi, cho nên là em không có để tay trên đùi người ta. Nhưng mà khi chở một cô gái nào đi á, thực ra là gì, em rất sợ là bạn ngồi không vững hoặc là không gác lên. Thì mình để tay lên đùi mình sẽ cảm thấy là bạn đó có gác lên được cái thành ở phía sau xe hay không.
và ngồi có vững hay không, khoảng cách với mình, cự ly như mình như vậy an toàn cho bạn đó chưa. Chú đáo thì, dễ sợ luôn á. Cho nên em mới đặt tay lên đùi thôi chứ không có ý đồ gì khác. Ngày đó giờ em đặt nhiều cô chưa? Em cũng không có đếm được hết cho nên là không biết bao nhiêu. Rồi kể từ lúc mà đi xe chở như vậy đó, đến lúc yêu nhau thì là mất khoảng thời gian là bao lâu? Dạ chắc vài ngày. Lâu lắm luôn. Hồi đó lúc đó ảnh thả thính em tích cực nhiệt tình lắm. Ngày nào anh cũng nhắn tin cho em hết đó. Nhưng mà lúc đó tại vì em nghe là anh này hơn em tới 9 tuổi nè. Xong em nghĩ là mình thì cũng không thể nào yêu qua đường được. Mình quen người 9 tuổi thì mình phải có trách nhiệm với người ta. Thế là em dùng vài ngày đó em suy nghĩ. Thôi. Em suy nghĩ có thể có được không. Rồi sau đó cái mối tình của các em nó tiến triển như thế sau nào? Sau 2-3 ngày. Đó, sau 2-3 ngày. Dạ. Em có rủ bạn này đi đâu nữa không? Cái ý đồ của em là ban đầu em rủ đi gặp ma. Thì có hai cái địa chỉ gặp ma rất là nổi tiếng. Một là đó, địa chỉ của chị Hồng Vân. Hai là cái gặp ma của sân khấu Thế Giới Trẻ, cũng nơi lúc đó là em đang học á, năm cuối á. Đó, thì khi mà thăm dò thì bạn này bạn nói là bạn rất là sợ ma. Và nếu như mà là bạn có thể xỉu tại sân khấu thì em mới nghĩ là đôi khi cái thiệt hại mình chưa biết được đường nào mà mình lần đâu. Cho nên là thôi, mình an toàn là trên hết. Do đó là tụi em cũng rủ đi xem những cái vở kịch nhẹ nhàng thôi. Và đặc biệt là đi coi phim. Nhưng mà thật ra vô coi thì cũng chả coi đâu. Vô là xong là bạn bình luận không à. Rồi cái lúc mà đi coi phim với coi kịch đó, sao anh ấy có thực sự là chú tâm vào phim không? Ảnh là người đầu tiên dắt em đi coi kịch ở Sài Gòn. Em thấy coi kịch có thuận lợi gì mà cần phải chia sẻ cho các bạn nào đang hẹn hò. Coi phim á, tắt đèn hết một lần và mở đèn một lần. Nhưng mà coi kịch thì không, coi kịch thì tắt đèn, bật đèn, nghỉ giữa chừng. Cho nên đó là thời điểm tới là các bạn có thể tiếp tục rắc thính nhiệt tình ở đó. Có nghĩa là em đi xem kịch thì mình được rắc thính tới nếu mà 5 màn thì mình cũng được 4 màn, đúng không? Dạ, 4 màn, dạ, tắt đèn chuyển cảnh. Tắt đèn chuyển cảnh phim cái là... Phim lần 1 thôi. Phim rất là thiệt hại. Rồi, ảnh có hành động gì không? Dạ, hành động trong âm thầm lặng lẽ thôi. Em thấy có một câu hay lắm là mọi người có nói là cọc đi tìm trâu. Em nghĩ là thời đại bây giờ các bạn nữ tinh tế nên là thuận nước đẩy thuyền á. Tức là khi mà mình bật đèn xanh cho người ta, khi người ta bày tỏ những cái hành động cử chỉ như là nắm tay hay hôn hay gì gì đấy. Bạn ấy cũng đưa nước đẩy thuyền đúng không? Dạ, đưa nước mà nước lớn luôn á. Ủa rồi là bây giờ hai bạn lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ tụi em được hơn 2 năm. 2 năm rưỡi. Hơn 2 năm rồi, bây giờ đang có baby nữa. Dạ. Thì suốt 1 năm đầu mà lấy nhau hôn nhân á là tụi em có cái cọ sát về tính cách á, về cái tôi của nhau á, nó có dữ dội không? Dạ thực ra là chỉ có một vấn đề là bạn có kế hoạch mà bạn không bao giờ chia sẻ 100%. Và khi chỉ còn 30 giây để diễn ra kế hoạch đó là bạn thay đổi. Ví dụ hôm nay mình ăn gì? Em cũng không biết nữa. Ăn bún bò được không? Bún bò được á anh. Rồi xong tới ngay trước cổng quán bún bò ha, mình chuyển qua mình ăn phở nha. Thay đổi nhanh lắm. Duy chưa tới phở. À hay là mình lại cua ngược qua mình ăn cơm đi. Dạ. Thì nó xung đột ở cái chỗ đó thì nhiều lần cũng hơi bị nổi nóng. Nhưng mà cái đó nó coi như mình có thể xếp vào đó là cái tật xấu đó, gọi là thay đổi bất thường á. Mà thay đổi hay như thế này nữa là cái con đường đó bạn không có biết đâu. Nhưng mà trong cái cảm tính bạn vợ em á thì bạn nghĩ là bạn biết. Và bạn chỉ nhiệt tình. Đáng lý đi thẳng thì bạn kêu cua trái quẹo phải. Và khi mà gặp một con đường cục thì bạn nói: ủa em đâu có biết cái gì đâu. Thôi rồi đó. Rồi vợ em hay ghen. Dạ thực ra em nghĩ cái đó không phải ghen. Nhưng mà có một cái kiểu rất là khủng khiếp là hễ mà có một cô gái nào up cái một cái tấm ảnh nào đẹp đẹp lên, hoặc là em up một tấm ảnh nào lên mà một cô gái nào đó vào khen, thì giờ em ngay lập tức ở dưới là sẽ đưa một cái comment bóc phốt, hoặc là lưu sẵn những cái ảnh dìm hàng của em á. Ví dụ như là em đang làm một cái tư thế khó đỡ, em đang ngủ hay là em đang cạo gió mà bị ấy rồi gì đó, là sẽ lưu sẵn những cái ảnh đó. Đến cái thời điểm một cô gái nào đẹp đẹp mà vô quốc máy màu cái là đây xin gửi người chồng, một cái bập lên là coi như mất toàn bộ những cái đây xin gửi người chồng thôi, là bên kia là tự dùng bao nhiêu hình ảnh là coi như là coi như là biến hết. Em mặc bộ vest này lên thì bạn có thể chọn ra một cái tấm ảnh là em rất là bận mặc cái quần lửng rồi đang la như một cái thằng khờ trong một cái trận đấu của đội tuyển Việt Nam vậy chẳng hạn. Là bạn up lên để minh họa là cuộc đời nó không phải lúc nào cũng bóng bẩy như vậy. Bóc phốt chồng. Cái này thì đối với chị lại không phải là tật xấu mà rất là thông minh trong vấn đề chị. Trong cái chuyện gọi là quan hệ vợ chồng á, có trơn tru, có
có thuận thảo, có hòa hợp? Dạ thật ra là năm nay tụi em là tròn 2 năm sau cái ngày cưới thì tụi em mới có em bé. Rồi gần 1 năm thì tụi em đã sẵn sàng rồi, nhưng mà hơn 1 năm sau đó thì không có dấu hiệu tích cực chuyển biến. Chồng em nói em là không có cầu thị á các anh chị. Em dùng cái từ nó hơi bóng bẩy một tí, thực ra em không có nói thẳng cái vấn đề. Không có một thái độ cầu thị đúng mức trong cái chuyện gần gũi với chồng. Dạ, em chỉ kết luận như vậy thôi. Dạ, tại vì cái là sinh hoạt của ảnh á, công việc của ảnh hay thức khuya, mà em thì hay đợi. Em đợi đến khi mà ảnh lên ngủ cùng thì em cũng buồn ngủ rồi. Dạ, em hay lấy lý do là tức là cái đồng hồ sinh học của hai người là không có khớp. Dạ. Không có khớp. Anh không có khớp được với ai đâu chị. Em nghĩ là khi mà tiên trách kỷ thì hậu trách nhân. Nghĩa là tại sao ngủ cả ngày rồi mà vẫn tới giờ đó vẫn đi ngủ sớm. Đúng không? Gì nó nói cũng được hết trơn. Em cũng đặt lại ngược lại, nhưng mà em không dám nói ra. Nói ra sợ lại sức mẻ tình cảm vợ chồng, cho nên là lúc đó em chỉ nghĩ trong đầu thôi. Bởi vì bữa nay em mới nói ra đó. Dạ, bữa nay nói canh ra lên đó. Truyền hình em nói luôn. Dạ. Thôi Trung Hạ, bữa nào dạ ngủ cho đã. Tới tối thức cho anh. Dạ không, nhưng mà em thấy ảnh nó cũng đúng. Tại vì khi mà em tỏ thái độ cầu thị thì em có con thiệt. Thôi bây giờ nói chung là đã cầu thị rồi, đúng không? Đó. Rồi bây giờ tới em đó Trúc Hà. Dạ. Anh ấy có tật xấu gì không? Dạ thì đó em nói là ảnh có cái nhịp sinh học đó, nó không có bình thường. Và có một chuyện nữa, nhà em thì em hay đùa với mọi người là đây không những là bạn đời mà còn là người anh, người thầy, người cha. Hỏi sao vậy? Tại vì em không giữ tiền. Tại vì em thứ nhất là em tiêu xài cũng hơi hoang phí. Cái thứ hai là tại vì em thấy ảnh lớn em á, cho nên là em thấy có một sự tin tưởng. Cho nên là tiền trong nhà là ảnh giữ. Thì ví dụ như lâu lâu em hết tiền cái anh này cho em ít. Dạ đó, mỗi lần anh cho thì em thấy giống như là ba em cho em vậy đó. Dạ. Còn gì nữa không? Nói chung là ảnh đi làm với sinh viên nhiều quá, làm với tuổi trẻ nhiều quá, ảnh có bị trẻ hóa không? Dạ, ảnh bị trẻ trâu á. Trẻ trâu. Anh né cái từ. Anh né cái từ phụ nhi đi em. Dạ, tại vì á em á học ngôn ngữ học xong rồi em kiểu như là em không có thích dùng tin code á. Nhưng mà chồng em thì rất thích dùng tin code. KKK rồi AI rồi I love you bạc bạc đồ kiểu vậy. Trời đất ơi, em không tưởng tượng được luôn. Rất trẻ trâu. Con nhỏ tôi có mấy tuổi rồi đó Đức Anh. Rồi nhân đây thì bây giờ mong muốn Đức Anh thay đổi điều gì? Dạ. Em nghĩ là ảnh cứ như vậy là được rồi. Dạ, em không có mong muốn gì hơn hết á. Ảnh cứ hài hước, vui vẻ. Rồi ảnh biết rất biết quan tâm mọi người. Cứ như vậy thôi là khoái không em Đức vui anh rồi. Dạ, rất là khoái. Cho nên em nghĩ là em không có chọn vợ nhầm. Em rồi, có mong muốn vợ thay đổi gì dạ không? Em chỉ mong muốn là vợ, sức khỏe của vợ em á, là sẽ luôn luôn nó đủ đầy, lũy tiến hơn. Và làm sao thứ nhất là cái lịch sinh hoạt sẽ ổn định hơn, cái thứ hai là sau này cũng cầu thị hơn, có sức khỏe thì mình mới có cầu sự thị. Cầu thị thì đó, bây giờ thực ra là đã cầu thị rồi mới có kết quả. Đúng không? Nhưng mà nói nghe nè, những cái bạn mà đã từng có những lúc không cầu thị á thì là cái nội tiết tố nữ trong người sau khi sanh á em, nó sẽ thay đổi và nó sẽ ảnh hưởng vô cùng đến cái chuyện cầu thị hay không cầu thị. Thành ra là em phải theo dõi kỹ. Khi mà cổ sanh xong thì em sẽ phải rà thử coi là cổ có thuộc trong những tiếp phụ nữ mà sẽ bị thiếu cái nội tiết tố nữ sau sinh hay không. Rồi là tránh cho cái chuyện mà bị cảm giác là bị bỏ rơi, sẽ dễ trầm cảm. Hai cái đó mà nó trộn lại là coi như là em khỏi mong muốn cầu thị luôn đó. Là tự xử mình ơn luôn đó. Không, à, nghĩ là với chị đó nghe. Dạ, cảm ơn chị. Chúc cho hai mẹ con, mẹ tròn con vuông đúng ngày khai hoa nở nhụy. Và các em sẽ luôn luôn yêu thương nhau, chia sẻ nhau và hạnh phúc mãi mãi trọn đời. Cảm ơn tụi em nha. Rồi tấn công con nhỏ em sao? Vô là làm quen nhỏ em. Xong rồi sao nữa? Bắt nhỏ chị là không có nhan sắc cho nên dạt vô trong. À. Cắt bông, cắm bông đồ. À. Là nhỏ em tươi quá. À. Là tấp vô làm quen nhỏ em. Khu vực đó ngoài hai chị em này bắn bông, không còn nhỏ nào bắn bông khác. Tức là cái khu đó bữa đó gái đẹp nhưng đi đâu hết trơn rồi. Còn hai chị em nhỏ nẻ lại. Quỷ cái cho cái anh nhắn tin 3 ngày sau cái anh chở em về nhà ảnh luôn. Chở em về nhà ảnh luôn. Rồi, rồi quý vị khán giả chúng ta hãy dành một tràng pháo tay chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Rồi bây giờ dạ, giới thiệu. Mọi người ơi, mọi người ơi. Dạ, em xin giới thiệu, em tên là Lê Dương Vũ Lâm. Năm nay 30 tuổi, công việc chính của em là diễn viên,
Và đây là người đầu ấp tay gối với em, Quỳnh Quỳnh. Giới thiệu đi Quỳnh Quỳnh. Xin chào mọi người, em tên là Tạ Thị Quỳnh Anh, năm nay em 27 tuổi. Hiện tại em là trợ lý của anh Lâm. Cái cơ duyên nào mà em và Bảo Lâm lại gặp nhau và ấn tượng đầu tiên của em dành cho người đàn ông này là gì? Dạ, em với anh Lâm gặp nhau là ngày 14 tháng 2. Là cái thường thường cái lễ tình yêu là em đều đem hoa ra công viên để bán. Anh quen cái người bạn của em, cho nên là ảnh từ thành phố ảnh về ảnh chơi chung. Mà lúc đầu tiên thì em thấy ảnh là em rất là ghét. Ảnh chảnh chẹ lắm, ảnh giống như thằng khùng á. Em bán hoa ở đâu? Dạ công viên ở dưới Long Thành. Long Thành. Dưới Long Thành, còn Lâm là từ thành phố về. Dạ lúc đó em là sinh viên trường sân khấu rồi, năm 2 rồi. Mà lúc đó mình thể hiện xíu, tức là lãng tử xíu, tóc tai vuốt vuốt các thứ. Rồi chạy xe, mà lúc đó em chạy xe SH. Thấy ghê lắm. Em còn nguyên chậm bóng mà sao xe đó. Chạy nén. Tao nhìn em quá trời, em cứ tưởng là người ta trầm trồ với nhan sắc của em. Nhưng không, sao đẹp mới biết giống một không ưa nhau vậy rồi sao mà hai đứa tiếp cận nhau đúng không? Dạ tại lúc đầu em thấy ảnh cũng đẹp, nhưng mà nghĩ là ảnh chắc sẽ không cua em, tại em xấu lắm. Với lại em nghĩ là em cũng không với được cái người giống như vậy. Dạ nếu như mà ở Sài Gòn á, vô trường sân khấu là trung bình, không ai thèm nhìn hết. Nhưng về với cái miệng của em, em là thuộc dạng mà cực phẩm. Hiếm phẩm, thực phẩm thực sự luôn. Tức là ra đường là ai cũng chầm chỗ trơn trọi. Quỳnh có một người em nữa rất là đẹp luôn. Người em thì trưng diện hơn. Còn người chị thì nhìn ban đầu thì dơ nhưng không có để ý. Tại sao Lâm tía thác mà Lâm cột một cái chùm bóng bóng, sao là chột bóng bóng làm gì? Chú ý. Tại vì nếu mà đi một mình em sợ là không có đủ cái sức hút để người ta chú ý em. Trời đất ơi, nó em cột mua 200.000 bóng bóng. Mà bóng bóng bay đó. Mình nặng. Sao anh Thuận, em tâm sự với anh mà tự anh nói em mình nặng. Bóng chung bóng bóng rất là nhiều. Rồi sao nè. Chùm chùm bóng bóng mà bóng bóng màu hồng, màu xanh đồ, màu rất là bu đê. Dạo dạo mà chứng yêu. Tức là cái khu đó đó là mỗi tối là tất cả những người mà cô đơn, người mẹ ta thường ra ngoài để tìm người yêu rồi nọ. Rồi tấn công con nhỏ em sao? Vô là làm quen nhỏ em. Xong rồi sao nữa? Bắn bông đúng không? Hai đứa cùng bắn bông hả? Hai chị em bắn bông. Con có em là chủ yếu là dẹo để quát khách, để quát khách để vô bông. Còn nhỏ chị là không có nhan sắc cho nên dạt vô trong. Cắt bông, cắm bông đồ. Là nhỏ em tươi quá. Là tấp vô làm quen nhỏ em. Nhưng mà sau khi vô là biết nhỏ em có bồ phải không? Rồi lúc quen ai đúng không? Coi như là chết luôn rồi. Rồi sao? Sau đây không lẽ cũng làm còn bóng bóng rồi làm rần rần chơi đó. Nhưng mà anh hỏi này, khu vực đó ngoài hai chị em này bắn bông không còn nhỏ nào bắn bông khác à? Tức là cái khu đó bữa đó gái đẹp nhưng đi đâu hết trơn rồi. Còn hai chị em nhỏ nẻ lại đó. Cái vợ em mà kêu quỷ cái thôi mà chị ơi. Ủa sao kỳ vậy? Tại sao em gọi là quỷ cái hả? Dạ em thích kêu thấy quen rồi. Vợ nhà em tên tí em. Quỷ cái tí em. Quỷ cái gì quỷ cái. Mà 8 giờ rồi mà không có ai. Không ai. Mà lâu lâu mới về Long Thành một lần. Thôi kệ, coi như là thí mạng luôn đi. Có đại đúng không? Cho vui nhà vui cửa đi. Có này bắt đại cái kia. Bắt đại cái kia. Nói chuyện như bà này. Xong rồi cái bà rủ đi ăn, em rủ anh ăn đúng không? Rủ viên, tại tôi rủ viên nhóm, rủ ông nè. Rủ nhóm đi ăn. Dòng vô đi ăn mà biết thân phận mình xấu hay sao á, ăn tự trả tiền luôn. Trời ơi. Mà nguyên một bầy con trai mà tự trả tiền. Không biết nhục còn nói. Đó kìa, không biết nhục còn nói kìa. Sao không bao người ta? Tại mình đẹp, mình là trai đẹp dưới quê cho nên mình không có giá. Bạn mời tôi là bạn phải bao tôi chứ. Ông ghen ghê. Rồi sau khi mà đi ăn cái bữa đó, em còn ấn tượng là anh này bị khùng nữa không? Hay là cái ấn tượng của em có thay đổi? Em cũng hay ghét lắm. Tại vì em thích cái anh kia. Trời ơi. Ai vậy? Đức hả? Dù gì. Cái xong cái ảnh đưa em về, cứ dí theo em, xin số điện thoại của em. Cái em thôi trò đại chứ để nó công nó kèn cười riết nữa. Cái xong cái cũng cho cái anh nhắn tin 3 ngày sau, cái anh chở em về nhà ảnh luôn. Chở em về nhà ảnh luôn. Rồi về rủ nhiều bạn chứ không phải là về một mình cô. Rủ về xong rồi tự nhiên thấy tính cô tốt quá. Là em thấy cô này mà. Hồi đó giờ có ai nói với em á là nghi ngờ giới tính của Lâm không? Dạ có gì chứ. Nói sao? Dạ nói mày quen cái thằng đó BD vậy. Nó không có cưới mày đâu. Ít nhiều gì em cũng là gái mới lớn mà. Đúng không? Mới lớn anh. Không, cái lúc đó anh đang nói đó. Em cũng phải hồ nghi chứ. Có nghi không? Dạ không. Tại không em thấy luôn. Ảnh men lắm. Chứ em nghĩ là tụi nó chắc ghen tị với em. Lâm làm gì em mà em biết nó men? Làm dạ, gì em cảm nhận em được. Cảm nhận. Dạ. Đang hỏi kìa, nó cứ ấy không nó. Đúng không? Quen có vụ đó. Nó đây nè.
lực lưỡng không? Có vụ không nè? Dạ có chứ. Bao lâu làm bao lâu em là bắt đầu vụ? Dạ. Đàn ông nào cũng vậy hết trơn á, vụ hết á. 7 tháng rồi. À, đến vụ kia nữa đó, ở lâu không? Dạ. Tự nguyện đó. Ghê lắm. Ai ghê? Ý là em đó. Ờ, sao đâu. Anh nghĩ với nhan sắc này, em mà cởi cái bộ đồ vest ra cái là muối đồ thì ghê lắm. Chuột con này nọ. Ừ. Thử hỏi. Ừ. Quỳnh nào chịu nổi. Quỳnh nào mà chịu nổi. Ồ. Vậy có nghĩa là Lâm đâu có cần dụ nhiều đúng không? Không dụ nhiều chị. Em chỉ cần nói chị Dân biết cái miệng của em rồi đó. Ừ. Ví dụ em muốn hề nó hề. Ừ. Em muốn mà lãng mạn ngôn tình cũng có luôn. Ừ. Bao lâu thì cũng lên Sài Gòn. Cô làm trợ lý cho em. Mấy năm rồi? Ở chung nhà với em. Dạ, quen nhau chắc cũng phải 5 năm. 5 năm là trong sáng đúng không? 5 năm trong sáng anh. Trong sáng không? Trời ơi. Sáng nhẹ thôi, nói trong sáng là xạo. Sáng nhẹ. Nói trong sáng 5 năm cho em gặp mặt. Sao? Dối trá. Dối trá. Dối trá. Trời ơi, tôi sợ ghê quá. Trời ơi, ghê. Ờ, cái bà nó ghê nó dễ cầu sớm hơn bà đó. Em còn mấy người mà ta chia sẻ thật lòng, à, tôi vậy là mấy người nó đàng hoàng. Đúng. Trời ơi, tụi hung ghê, tụi nắm tay, trời ơi. Bà đã theo trai sớm. Đó, hay quá. Có nhiều trường hợp rồi. Hay quá Lâm ơi. Coi... Nói về 5 năm trong sáng thì không trong sáng lắm. Sáng nhẹ. Thì cũng có sơ mút của này nọ. Nhưng mà. Nhưng. Thật lòng. Ờ. Và quen đến 5 năm. Và khi đó điều kiện em có rồi, em nghĩ là em đã nuôi cô này được rồi. Và em lo cho cô này được rồi. Và em... kêu là thôi lên đây ở đi để mà hỗ trợ nhau trong công việc. Em lên chung thì ảnh để em nguyên một ngày ở nhà từ sáng đến tối mà anh đi hoài mà em điện thoại cũng không được nữa. Mà người ta đang quay một cái điện vi déo vi ơ hoài, đi đâu mà sống mà không cho gặp mặt. Ừ. Đi quay với ai? Ừ. Đó. Bà ghen á phải không? Ghen, bà ghen. À. Đi làm ta kiếm đồng tiền cực khổ trăm bề mà ở nhà mà ghen tuông mù quáng như vậy. Em đã kêu Quỳnh lên Sài Gòn chắc chắn là em đã tạo được một cái niềm tin với phụ huynh của Quỳnh rồi đúng không? Dạ. Ba Quỳnh mê em lắm. Ba em một ít cười lắm, mỗi lần coi thấy ổng cái cười cái tiếc cái hai cái núi này ra luôn. Trời ơi. Nói nghe nè, như vậy là mình sẽ tính là tính từ cái lúc mà hai em Quỳnh bắt đầu lên ở trên này để làm trợ lý cho Lâm là bắt đầu lòi ra tật xấu nè. Đúng lúc rồi. Đó mới thấy được tật xấu của nhau nè. Giờ để Quỳnh nó kể. Dạ, anh bày hài lắm. Trời ơi. Với lại hay cọc cằn nữa. Vô duyên nhiều thứ lắm. Dài vớ của anh hay vậy, anh hay dục lên mặt em vậy thôi. Là trời ơi. Ủa cái vớ mà dục lên mặt người ta là bệnh lắm luôn rồi đó. Anh hay cái quần anh dục mặt em đó. Rồi cái gì nữa nè? Ổng vô duyên lắm, ổng ví dụ ổng kêu em là ổng nhắn tin là gần 5 phút nữa về tới nhà nha, chuẩn bị cơm. Cơm canh đều phải nóng hết chứ nguội là không ăn. Em chuẩn bị sẵn hết rồi. Cái về tới nơi thôi anh mệt quá anh không ăn đâu. Hơi nữa cái em dọn lại lần nữa mới chịu ăn mà phải năn nỉ mới chịu ăn. Em nấu cơm. Dạ. Lâm có bao giờ nấu cơm không? Dạ không. Vậy hả? Không rồi á có hay khen em không? Dạ, chỉ chê thôi. 7 năm quen biết nhau chỉ có đúng một lần là anh vô nhà em là em đang nấu cái canh á. Cái anh ăn anh khen tới tấp. Mèo ơi. Hồi lúc mới quen á, khen cái ghê lắm, giờ chơi muốn giống như là đồ bỏ đi. Chê là chơi giỡn thôi chứ đúng không? Không, chê thiệt anh. Thật sự nấu đồ ăn rất dở luôn. Là cô ấy không ăn hành được, là ép mình không ăn hành, không ăn ngò luôn. Và đặc biệt là gia đình có kỵ chữ đường. Không có giờ mình đem đường, em là... Khoái ngọt. Khoái ngọt. Bây giờ đi làm vừa mệt vậy. Mà đồ ăn thì lúc nào cũng xum xuê hết. Xum xuê, đồ ăn là xum xuê nha. Nhưng không có đường. Không ăn được. Nó mặn hoặc là nó lạc quá. Đúng rồi, nó bị sao sao á. Như vậy thì mỗi lần ăn uống chắc lại là căng thẳng lắm đúng không? Rất là căng thẳng và cọc luôn. Sẵn nói tật xấu của vợ luôn đi. Nói luôn tới phần em rồi đó. Không cho nó nói em nữa. Rồi bắt đầu. Rất là nhiều. Ví dụ em mà đi chơi là cả xô bít biết. Điện video của em tắt 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 tắt. Ví dụ chồng mình tắt thì mình thôi đi. Không. Điện cho Nam Thư. Điện Nam Thư xong điện cho Dương Thanh Vàng. Ừ. Rồi điện cho Khả Như. Ừ. Điện cho tất cả showbiz. Mà 4 giờ sáng điện ta. Rồi chị Như bắt đầu đồn với chị Thư. Chị Thư bắt đầu đồn cho... Đó. Bắt đầu tụ họp lại. Rồi xong. Nói thằng Lâm thì ăn chơi đồ này nọ. Là bữa điện ai? Nam Thư hả? Chị ai? Tội nghiệp mà Nam Thư sáng nó trổ. Lâm ơi tôi tưởng mày chết Lâm ơi. 4 giờ sáng vợ mày điện tôi khóc quá trời Lâm ơi. Nghĩa là làm rần đổ rộ lên và tất cả mọi người hoang mang hết. Chị Tâm Thư điện cho em, chị Khả Như điện cho em. Nói là trời biết nó bị cái gì không? Không có chuyện gì không mà sao vợ nó quan lo chứ vậy? Dạ. Cuối cùng bữa đó ông đi đâu? Bữa đó đi nhậu. Đi nhậu với bạn.
vui một năm em chỉ đi chơi một lần thôi mà cũng không cho chơi. Mà biết đi tập bài đi kiếm tiền là không bao giờ điện nha. Tại em nói đi chơi em phải nóng lòng chứ. Phải lo đúng dạ. không? Phải lo chứ. Rồi 4 giờ mấy sáng về nhà rồi cái việc đầu tiên em làm là cái gì? Em ngủ, em về em giận luôn chứ chị. Mà từ đó giờ cái tật của em là em mà giận là cô ấy là người xin lỗi em, không về em xin lỗi trước. Nghĩ đó hả? Dạ. Rồi ôi. Là nó xin lỗi đồ này nọ, bóp chân bóp tay đồ này nọ, quầy luôn. Ở nhà chắc em nói hết đúng không? Ở nhà chắc cô ấy bị thiệt thòi không có dám không nói có gì. Ai cũng tưởng em là ở nhà là em nói chuyện nhiều lắm nhưng mà không có. Ở nhà em không nói chuyện thiệt sự luôn. Em nói này giùm anh chứ anh nói kỳ á. Dạ ở nhà thì anh đầm tính lắm. Anh không có nói chuyện với ai á. Em cậy họng cũng nói nữa. Thiệt không? Ở nhà nó bắt em lên đây nói gì vậy? Dạ thiệt không? Dạ không thiệt. Là bữa giờ em là đăng lên Facebook là tìm tài xế. Em nói là tất cả yêu cầu là giờ giấc đồ này họ lương bổng đồ ok hết. Nhưng nó có nói nhiều hay không? Nó nói nhiều là ổng không lái. Ông mệt. Ông bị mệt. Nhà em không nói chuyện, em nói mệt. Em để dành cái năng lượng để em đi quay. Để dành năng lượng để khi mà em live stream em làm công việc thôi. Chứ ai tưởng nhà em nói nhiều, em không có nói nhiều mọi người ơi. Anh thấy Quỳnh hơi ít nói đúng không? Ít nói anh. Nhưng mà làm nhiều dù xây nhà là cô ta xây luôn. Tất cả cái gì mà lớn lao là tất cả lo hết 100%. Còn em làm cái đó không được. Những cái gì mà như của những người đàn ông là cô ta làm hết. Ở nhà kêu em là công chúa. Công chúa ơi, công chúa ơi. Vậy á hả? Hồi đó anh thích em là mẹ của anh lắm. Lúc mà gọi ở trọ, trước chưa có con á, ảnh là con của em á. Ảnh ngồi trong phòng á, sung sướng, ảnh thích nhất là trời mưa là được ấm áp, mẹ lo. Em hay vô đắp mền cho ảnh lắm. Cảnh phái anh kêu mẹ ơi, mẹ ơi. Trời đi ghét quá vậy. Vậy hả? Mỗi lần mà kêu nó mẹ ơi, cơm con ăn. Là mẹ bây giờ nấu được cơm cho ăn. Mẹ ơi, không lạnh. Tưởng tượng là mẹ đắp mền cho con. Trời dễ thương quá. Dễ thương quá hả? Không, nói cái vấn đề nữa là ngày xưa là vừa làm trợ lý vừa làm tài xế cho em luôn. Em đi con Dương Thanh Vàng là đi diễn đi tấu hài chị là cô ta thắng chạy tới đâu là răng răng tới đó. Lái xe hơi hả? Lái xe hơi mà thắng là thắng lết bánh. Mỗi khi mà tụi em chạy show là nhiệm vụ con Dương Thanh Vàng là bắt đầu nó xỉu trong xe chị. Dù lỡ nhưng mà chú công an mà chú bắt một cái là nói là con Dương Thanh Vàng nó diễn quá nó bị tăng xong nó bị xỉu. Rất là giỏi. Sao mà còn em tới giờ em chưa biết lái xe luôn. Sao em đưa tụi anh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác không vậy? Nhưng mà vậy là có xe xu ăn diện không? Không, không xe xu ăn diện mà nó đi theo cái kiểu mà nó bị bày hay luôn đó chị. Trời ơi. Tức là đi tới chỗ đông người thì mặc đồ rất là ok. Nhưng ở nhà mặc những bộ đồ hú hồn. Những cái bộ đồ mà mấy chục ngàn, ngoài 40 ngàn hả? Bộ đồ mà về dưới quê, về với mẹ mà mấy cái sớm mà cái miệt thứ, miệt mà đổ đống đó. 30-40 ngàn. Mấy cái mà ren mà bông qua rồi này nọ đó. Mà mặc cái nọ mà nó cũ mà không chịu dục. Em phải đè đầu em xé, bữa em bứt hai cái dây này để dục cái bộ đồ đó mua đồ khác. Nhiều khi em hỏi Quỳnh ơi sao mà kỳ của Quỳnh. Ví dụ nhiều khi mà anh về anh mệt mỏi em phải sexy một xíu. Em không phải mặc đồ, em uống đường một xíu. Uống đường. Để cho mà nó tươi mới cái tình yêu mình. Nhưng không chịu. Vẫn mặc cái đồ sớm xúa mà dây hai dây đồ bèo đồ này nọ. Mà nó như nhăn nhíu đồ, thấy ghê lắm. Tại không thích. Tại những cái đây mặc nó thoải mái của em bé nữa. Em nói mặc đầm thì nó rườm rà, đâu có ngồi lên ngồi xuống để mà làm đồ ăn đâu. Chị biết vừa làm đồ ăn xong rồi con khóc, em phải chạy lên. Vừa chạy lên chạy xuống mà thang lầu nó rất là nhiều mà rất là mệt. Mà mặc đầm thì nó vướng díu tùm lum hết á. Với lại nhiều thẩm mỹ viện em kêu Quỳnh ơi dù răng mình bị mẻ. Bây giờ em mình đi làm đi, cũng không chịu làm. Tiếng mày là cái thẩm mỹ viện nó cho miễn phí, năn nỉ quá mới qua làm thôi. Vậy đó hả? Thiêu thôi. Nói chung là không có biết chân diện cho bản thân của mình. Mà bây giờ em có mong muốn Quỳnh là cái điều gì không? Bữa nay nói thật lòng với Quỳnh luôn đi. Mong nói muốn điều gì thay đổi á? Em mong muốn nói là luôn. Quỳnh sẽ giục những bộ đồ cũ ở nhà đi. Và đừng ăn cắp phấn son của em nữa. Cái vỏ đồ trang điểm của em lâu lâu em mất đồ anh. Em mất cây son, em mất cây vẽ chân mày. Em tức em chửi trợ lý em. Tụi nó làm mất, ai về vợ em cắp của em. Mà hai vợ chồng đã tối ngày cái chữ lộn đề son phấn nó kỳ lắm. Ví dụ em kêu đi em cứ đám hỏi đám ơ rồi đó. Thì mình ra tiệm mình trang điểm khoảng 200 ngàn, 300 ngàn không chịu. Nhà tự vẽ chị. Mà đâu có khéo tay đâu, vẽ cái mặt nó kỳ lắm. Mà phải khi mà người bình thường nó vợ Lê Dương Bổ Lâm diễn viên đâu này đó. Mà vẽ mặt kỳ cục kỳ đờ. Vẽ sao đâu nè. Tức là tự phiêu anh. Gì? Hồi nãy lên đây là tự trang điểm em nói không. Chương trình có mắc cúp đàng hoàng. Đi lên trễ cho người ta làm. Em đạt hai chồng chữ lộn xong mới lên tới đây làm. Thật sự. Hy vọng là trong thời gian rảnh rỗi thì học nấu ăn ngon hơn. Nên chịu khó nêm đường xíu để cho cái cuộc sống này nó ngọt ngào hơn. Em muốn là em nấu ăn thì cũng tâm huyết của em á, cho nên đừng có chê lố quá.
anh nhiều khi anh chơi mà em thấy em buồn lắm. Đồ ăn cũng trang trí, đồ đẹp lắm. Nó hoành tráng vậy, nó hoành tráng lắm. Cá mắm đồ lẩu đồ nghi ngút. Nhưng ăn vô thấy ghê. Em mong muốn thay đổi điều gì người đàn ông này? Dạ chỉ mong anh là bớt chơi em lại thôi. Lâm là cái như tấn công tới tấp mình quỳnh, nhưng mà anh biết trong thâm tâm em rất là thương vợ em. Thì nhân hôm nay anh cũng như là mọi người cũng đang rất muốn nghe em nói một lời gì đó thật lòng thật tâm của em dành cho người phụ nữ này. Ví dụ khi mà em đi theo cái con đường nghệ thuật này chắc chắn sẽ thị phi rất là nhiều, và khi mà vợ em nghe những cái lời đó thì chắc chắn là vợ em cũng sẽ bị chạnh lòng đôi chút. Thì em chỉ muốn nói là em không giờ đem cái hạnh phúc của em ra mà em đùa giỡn. Ai nói gì nói, miễn là gia đình mình hạnh phúc, cùng nhau nắm tay qua những cái chặng đường khó khăn gian nan là được rồi. Cho dù ngoài kia bao la sóng gió, chỉ cần anh với em bảo vệ nhau, hạnh phúc nhau là được. Ok. Anh ơi, vậy bây giờ anh có thể cho em một cơ hội lần cuối cùng để em quay lại bù đắp lại những gì em đã làm tổn thương trái tim anh không? Trời ơi, em cũng thiết kế này kia nọ, đèn đến nặng mạng lắm nha. Tắt đèn tối tối rồi thắp nén lên nữa. Mới đầu bà cũng chịu cũng tới khúc cao trào. Thôi anh ơi, đừng nữa anh ơi. Trời ơi, rồi sớm. Bao lâu mới được? Cái bắt đầu quay qua xách cái giỏ. Chị Năm, để chị Bảy nói chị Năm nghe nha. Trời ơi, hôm nay chị Bảy nhiều chuyện lắm. Chị Bảy có chuyện không nói chị Năm nghe nè. Trời ơi, đứng mà em nói em đứng hình luôn. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng gặp gỡ tiếp cặp vợ chồng thứ hai. Chào hai bạn. Nhìn rất là ấn tượng nha. Nhất là nhìn cái là cái đôi mắt hề ước vui nhộn mình nè. Đó, ừ. Bỏ cái áo ra cho anh nhìn cho nó body nó bự ra chút xíu cơ. Body ngày xưa 6 múi, giờ cứ vợ nó đỡ rồi chị. Để vợ thương quá, vợ chăm. 6 múi vụn còn khu cục. Chồng nói cười sung sướng vậy đó, ngưỡng mộ. Anh nghe nè, ở nhà ảnh có hay làm cho em cười không? Dạ cười từ sáng đến chiều luôn. Đó thì em vẫn cười chưa. Vậy chứ vợ em có hay làm em cười không? Dạ vợ em được cái đè em xuống quýnh hoài đó. Thì giờ mời hai em giới thiệu về mình ha. Dạ em chào anh Quốc Hận, em chào chị Hồng Vân và chào quý vị khán giả. Em tên là Kim Chi, hiện tại đang là nhân viên văn phòng. Dạ năm nay em 27 tuổi. Còn đây là mì Hàn Quốc. Em là Minh Quốc. Minh Quốc chứ không phải là Hàn Quốc. Kế bên thôi. Hiện tại em là nhân viên sale của siêu thị. Biệt danh ở nhà em là chị Bảy, còn vợ em là chị Năm. Chị Năm với chị Bảy. Mà nhìn thấy Quốc hao hao giống người Nhật. Dạ đúng rồi, em gốc Nhật nhưng mà Nhật Tảo. Nhật. Lần đầu tiên các bạn gặp nhau như thế nào và ai là người ấn tượng đối phương trước? Cái này lần đầu tiên á, thấy bà kéo nguyên cái xe hàng cao bự lắm. Cao qua bà luôn, mà tướng nhân dế à. Bà bán hủ tiếu hay sao vậy? Dạ không có, kéo xe hàng, hàng quá cho văn phòng công ty á. Lúc đó em tí ta tí tẩn đi ở dưới đi vô. Thấy bà thấy tội quá, thôi kéo phụ bà vô thang máy. Xong rồi xin số làm quen gà gà. Nhưng mà xin số xong về không có nhắn tin gọi điện gì hết. Tại lúc đó là ảnh đang còn nhớ người yêu cũ. Là lúc đó em mới chia tay người yêu cũ hả? Lúc đó còn đang yêu. Tại lúc đó là cái dạng mình chung tình á, mà mình hám gái á. Thì mình thấy gái đẹp mà làm cực thì mình nhảy vô mình ca lăng. Lúc đó em có ấn tượng gì về ảnh không? Ấn tượng là ảnh tốt bụng với lại cái đôi mắt. Ủa em cũng biết là mở mắt hay đang nhắm mắt nữa. Nào nó cũng có gì mắt đó. Nhỏ si tình say mê á. Bao lâu hai đứa mới bắt đầu yêu nhau? Đi tham gia chương trình team building nghỉ mát của công ty. Xong rồi cái ra ngoài tắm biển á. Tự nhiên ở đâu không biết nữa. Chạy lại ẵm em dụ xuống biển mà em không biết bơi. Trời ơi. Sao vậy? Cái này em đính chính. Tại vì tính em thấy bạn ngọn mình bạn buồn. Thì em chạy lại em chỉ ôm bạn dục xuống biển thôi. Em có biết là bạn không biết bơi không? Dạ em biết thì em đâu có dục. Trời ơi vậy đó hả, rồi xong sao? Dạ xong rồi anh hùng cứu mỹ nhân bay xuống biển cứu em lên. Xong hỏi em trời em ơi em có sao không, em tỉnh lên đi em. Cái em đứng dậy em nói hồi nãy tôi nhớ rõ ràng luôn, ông là cái người mà quăng tôi xuống biển nha. Cái sau lúc đó em đứng dậy em chửi quá trời luôn. Em nói cậu cho ông ế cả suốt cái cuộc đời này, con nhỏ nào nó xui nhất luôn, nó mới cưới ông làm vòng á. Rồi cuối cùng mình xui quăng 2-3 lần bả mới nhớ rõ mặt vậy. Quăng xong rồi kéo lên xong bả ngồi bả thở cái khỏe cái em quăng tiếp. Chắc cũng phải chịu đèn mới cho thảm để quăng nè. Cứ gặp người khác là tao phải chống cự dữ lắm chứ. Cái dòng này là dê mà hạ sách đó. Em hiểu không? Có nghĩa là muốn là phải đụng chạm được, cọ quẹt được. Nhưng mà không có muốn lộ ra cái điều đó. Còn cái này dê có kịch bản rồi. Đó. Tại vì mình trai mình thấy một ngẩn gái ngồi ngắm cảnh biển, cảm giác nó buồn quá. Buồn quá nên quăng xuống biển. Dạ quăng xuống chơi cho vui thôi. Cũng có duyên ghê luôn á. Ừ. Thiệt á, lỡ mà nó chị là chị không biết bơi. Thành ra là chị sợ nước lắm.
Trời ơi, gặp mà chị mà bị giống như vậy đó nghe là rồi đó, là cái xương không còn đó, phải gãy xương đó. Chị sợ lắm. Này nữa. Bao lâu rồi em mới chính thức cua cô gái này? Dạ, tới lúc đó thì vẫn chưa. Sau đó thì người yêu chuẩn bị đi du học nước ngoài. Dạ, thì lúc đó thì mới chia tay. Dạ. Mới theo đuổi cô này. Bắt đầu em lên kịch bản em cua luôn. Em có chịu ổng liền không? Dạ không, giai đoạn có tháng 10, tháng 11 ấy, trời lạnh. Cái xong rồi ngày nào anh cũng ở nhà tự khuấy nước này kia nọ, bỏ vô trong mấy cái cốc nhiệt giữ nhiệt á. Xong rồi anh đem lên, anh để trên bàn của em làm việc của em á. Em ơi, nếu mà lòng em lạnh á thì hãy lấy cái ly nước này giữ vô, giống như tay của anh ôm em mỗi ngày. Trời ơi. Mấy ngày đầu em không uống, em không biết của ai đó. Em có dám uống. Sao dám uống? Cũng khoảng 4-5 lần á, lộ ra rồi cổ mới chịu uống. Có một lần anh đi vô công ty á, anh đi sớm, anh vô mới nói em là em ơi em ra ngoài ngay chỗ cầu thang bộ đi, anh muốn nói chuyện với em. Cái mới nói là chị ơi anh thích em. Cái sau em mới nói anh ơi, ủa anh không biết hả, em giới tính thứ ba mà, em đâu có yêu, em đâu có yêu con trai đâu, em yêu con gái không à. Vậy hả? Dạ. Lúc đó là bà nói đừng yêu em là lét á. Nói không sao, lét anh vẫn chịu, miễn yêu em thôi. À, anh bẻ cho thẳng luôn đúng không? Ráng bẻ cho thẳng luôn. Thôi cho anh cơ hội. Rồi em làm đủ thứ trò này kia nọ, lâu làm bà bất ngờ. Ví dụ như bà vô văn phòng cái chỗ bà làm việc á, thì thấy món quà nhỏ để đó, vừa mở ra xong có món quà, cái em gọi điện về văn phòng cái nữa em tặng thêm một món quà nữa. Rất bồ quà. Tụi em gặp nhau cái lần đầu tiên đó là cách đây bao nhiêu lâu? Vậy cũng gần một năm. Cưới nhau được nửa năm rồi. Chồng em á lãng mạn như vậy, rồi cũng ga lăng như vậy, thì thật lòng em có ghen không? Dạ có, em ghen dữ lắm. Bữa đó là em ám ảnh luôn á. Hai vợ chồng đi dạo ở cầu Ánh Sao. Tự nhiên chợt miệng bà hỏi về người yêu cũ. Thì mình người đàn ông thật thà mà, yêu rồi có gì mình khai hết. Cái nói là người yêu anh chỉ có cười, không cười với ai hết, chỉ cười với anh thôi. Không không, để em nói lại cái câu đó nó cho nó chính xác. Người yêu của anh không thích cười nhưng chỉ cười với mỗi mình anh mà thôi. Trời ơi, lúc đó nghe trời, em đang đứng ở trên lầu mà em uống một ly cà phê của ảnh mà em nóng mà em bực ghê luôn. Em nói nè, ủa vậy em là gì vậy? Ủa anh đang yêu em mà, anh vừa mới tỏ tình em cách đây mới mấy ngày mà sao giờ anh nói à, người yêu của anh. Ủa vậy em là gì vậy? Ủa em tức dễ sợ luôn. Xong đó theo đó em cầm ly cà phê em tặng hết vào trong quan mặt em đi về luôn. Biểu cảm nó rất là bâng khuâng bồi hồi, nhớ về người yêu cũ mà một cách da diết luôn. Trời, không có một từ ngữ nào diễn tả được cái hình động mà. Đó xong là bữa đó là em vừa phỏng vừa ướt cái gì là hất nguyên cái ly, hất nguyên ly cà phê vô. Dạ, rồi đi về hả? Em cầm em tặng thẳng vô mặt luôn, em cho bỏ đáng ghét em đi về luôn. Nhưng mà em có nghĩ là thời điểm đó là anh đang bắt cá hai tay không? Thì lúc đó em cũng có nghĩ là như vậy, tại vì em còn thấy trên Zalo của ảnh á là còn vương vấn gì đó tới người yêu cũ. Vương vấn? Lúc đó là yêu em bao lâu rồi? Dạ lúc đó mới quen em được tầm một tháng mấy. Em quên đúng không? Đăng cái tấm hình lên thôi chứ em không có ghi status gì hết á. Không, ảnh còn đăng cái gì nè, trời mưa à, ai kia có nhớ tới anh không. Đúng. Xong rồi để cái hình mặt còn buồn hiu quạnh. Nói Phong Lâm vậy là cái người kia cũng đọc vô cũng chạnh lòng liền chứ. Trời ơi, tội nghiệp quá, anh đang ngồi ngoài mưa được. Ngay cái thời điểm mà anh còn hôn em vào ngày 14 tháng 2 á, thì khuya ngày 14 tháng 2 á, thì em đang cầm điện thoại anh, em chơi. Người yêu cũ của anh nhắn tin cho anh: anh ơi, anh đang làm gì đó, anh có nhớ tới em không? Em nói là anh đang nhớ tới em, có thử các bạn kia trả lời sao. Thì anh này thấy, quay qua giật điện thoại. Anh này hỏi là có chuyện gì không em? Hỏi là em nghe nói anh đã quen một người khác, không biết có đúng hay không, bây giờ mình có thể làm lại từ đầu hay không. Rồi lúc đó nha, trời, tim em như muốn ngừng đập gì đó. Em nói ủa tại sao mới còn hôn em mà này kia cái nọ, làm em cảm thấy rất là bức xúc. Lúc đó nha, em muốn đập bể điện thoại xong em muốn đi về luôn á. Mình không quen thì mình cứ xem như bạn, còn đây thì chụp không quen là cắt. Rồi cố trả lời lại không? Dạ không. Qua ngày hôm sau nữa, hai đứa đang ngồi đi ăn ở quán sushi, cô đó nhắn tin tiếp mà ảnh là ảnh chặn tin nhắn. Cái em bấm vô tin nhắn chặn: anh ơi, vậy bây giờ anh có thể cho em một cơ hội lần cuối cùng để em quay lại rồi bù đắp lại những gì em đã làm tổn thương trái tim anh không? Trời ơi. Lúc đó thì em có trả lời lại không? Em hiểu chồng em rồi nên em đưa điện thoại lại, em nói là em nghĩ là anh nên có một cái động thái gì đó dứt khoát với cô gái này đi. Thực ra khi đã yêu nhau rồi khó trở thành bạn được lắm em. Khó lắm. Thành ra cho nên là cái điều mà hay nhất là dứt khoát, đúng không? Chị với em bây giờ làm bạn được, chứ bây giờ thử mà em với Thúy Nga đâu làm bạn được. Quá vậy. Sao đó coi. Rồi bây giờ là tất cả mọi thứ đã giải quyết xong hết chưa? Dạ rồi. Năm. Các em có giữ cho nhau không? Đàn ông chân chính này, giữ tới cuối luôn. Vậy đó hả? Thậm chí qua luôn á. Thì sau khi mà rước dâu về xong rồi tối á, thì hai vợ chồng em kéo đồ về nhà riêng.
qua nhà riêng thì ảnh tắm rồi ảnh kêu là em ơi mình cũng có một chút gì đó đi. Cái em cũng trung lắm, em mới nói là thôi cứ từ từ đi. Cái anh nói không, em cứ nằm im đó đi, anh sẽ làm hết. Chị cứ để anh lo. Cũng được một chút rồi. Cái tự nhiên em sợ quá em la lên. Sao cái anh nói cái gì vậy? Ủa sập nhà hả? Vụ gì vậy? Thôi được rồi, được em sợ. Gì vậy trời, gì vậy má? Mà coi như tụt cặp út nữa. Cả năm trời mình gìn giữ cho nhau mà tới ngày đó mình rạo rực rồi, mình làm hết tất cả luôn rồi. Bà làm quốc cái gì vậy má? Quốc luôn rồi. Từ thường mà xuống lầu chạch luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Là nguyên đêm sao không làm được luôn? Dạ sao nguyên đêm sao? Cái dẫn bả ra lớp với hai vợ chồng nhậu tới sáng rồi về. Dạ. Sao vậy chi? Sao em sợ hả? Dạ em sợ. Ảnh là người đầu tiên của em hả? Dạ đúng rồi. Rồi đêm sau làm sao? Dạ đêm sau cũng không có làm gì luôn. Em cũng thiết kế này kia nọ, đèn đến nặng mạng lắm nha. Tắt đèn tối tối rồi thắp nén lên nữa. Mới đầu bà cũng chịu. Cũng tới khúc cao trào. Thôi anh ơi đừng nữa anh ơi. Rồi rồi. Rồi xong. Bao lâu mới được? Dạ cũng cỡ 2 tuần á. Hai tuần đó vui không? Dạ vui vậy. Em làm đồ ăn xong cái em mua thêm chai rượu vang. Xin chứ sai rồi. Sai dễ mần. Sai dễ mần. Lúc đó cũng lơ lơ lửng lửng rồi. Được mình mần luôn. Ok đúng không? Ok. Đúng không? Em sao? Tò mò quá. Dạ thì lúc đó em xỉn rồi. Cái em nằm chỏng gọng không hỏi em. Em có cái trò này vui lắm, hỏi trò gì anh? Trò này hai đứa chơi thôi. Xong thế là ảnh làm tới luôn. Nhưng mà em thấy vui không? Ngủ mất tiêu rồi. Anh cho em uống hết nguyên chai rượu luôn rồi. Là em ngủ ông muốn mận vậy ông mận á. Dạ đúng rồi. Chết cha, sao một đêm tỉnh dậy biết mình không còn con gái rồi. Dạ. Sao một đêm tỉnh dậy là em từ trên giường em phi thân xuống đất. Em ngủ dậy em thấy thấy xong hết rồi. Em tức quá em đạp cái lọt giường, tại sao vậy hả? Dám dụ tôi. Nè hỏi thiệt nè, bây giờ đứa nào dụ đứa nào? Bây giờ em bị dụ chị. Để làm về mệt á. Anh ơi chơi. Chơi gì? Mệt thiếu nổi chơi. Trời ơi. Phải làm những lúc trước tại mình ham vui, giờ mình mệt rồi tới bả ham vui. Ai kêu dụ dỗ em chơi trước chi, giờ em ghiền rồi thì ngày nào em cũng phải dụ chứ. Đó anh thấy không, tại sao ngày xưa 6 múi bây giờ như anh 1 múi thôi à? Có loại tật xấu chưa? Dạ có. Trời ơi chồng em nhiều tật xấu lắm, kể từ nay mà tới sáng mai luôn, không biết tới mai mà đó hả? Dạ mỗi sáng sớm là vợ mà chuẩn bị tắm xong rồi chuẩn bị đứng trước gương chuẩn bị thay đồ đi làm, lại tự nhiên nắm quần vợ tụt xuống vậy nè. Em hỏi là cái gì vậy? Không, cái này nó vui. Cái mỗi lần ổng ăn cơm xong á, đứng ngay cái bản mặt của em nè, ở hết vô mặt em hưởng hết luôn vậy đó. Anh là dành những cái phần tinh túy nhất của cuộc đời đó, anh dành tặng cho em. Không, mỗi này vui mà, không sao đâu. Còn cuộc đời của em giống như là đi tìm ba cái tóc dơ của ảnh mang về đi làm về xong rồi cái đem đi giấu. Thấy vợ mình ngày nào cũng giặt hết thì thấy tội bả quá. Thôi em dự định là em gom đóng lại giặt luôn lần cháu khỏe. Em được cái em nhây lắm. Tự cãi đi. Anh đây đại hội dịch mặt anh chứ không phải đại hội dịch mặt em. Chút nữa tới 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 quất nghe. Rồi giờ nè tiếp tục đi ha. Nhiều chuyện một cây luôn anh. Vợ ở dưới tầng G có cái gì á vợ? Anh đi ngang anh thấy đông lắm, vợ chạy xuống vậy nhiều chuyện đi, xong tối về vợ kể nhưng mà công kể này mọi người nói vợ anh nói anh nhiều chuyện. Thôi là ông thấy chuyện gì là ông lên xuống vợ mới xuống coi. Yên tâm đi không sao đâu, qua chương trình thì sao mà mọi người biết hết á nha. Dạ. Chuyên gia dụ dỗ em. Anh em ơi hôm nay anh thấy da mặt em không đẹp rồi đó, đi spa đi em. Xong cái vô cái hỏi trời ơi chị mỹ phẩm này có tốt cho da em không? Ảnh đứa ảnh đang hỏi ảnh đó. Trời ơi chị hôm nay mặt em người nào có mụn không nè chị thấy không? Trời ơi chị phải chỉ cho em loại mỹ phẩm nào tốt cho da em. Trời ơi mà chị coi nè, trời ơi dạo này da em như nè, ngày xưa đâu có vậy đâu, ngày xưa mà em biết vậy em đâu cưới đâu. Riết mà mấy cái tiệm spa của em làm quen á, mà em tới một mình cái hỏi ủa Nam Quốc đâu hết trơn rồi chị. Ông thấy nó vậy, làm xong ra rồi mà còn đứng nhiều chuyện với bà chủ. Chị trời ơi em thấy hôm nay nhà chị vậy nè, trời ơi chị hôm nay nhà chị có trồng cây hoa mới hả chị? Ủa đối diện nhà chị ổng đang xây gì chị? Đứng nhiều chuyện với bà chủ, trời ơi một cây luôn, nhiều chuyện không còn cái gì mà để nói. Anh chị cũng phải hiểu là mình chở vợ mình tới spa thì bả đâu có làm một suất đâu, bả làm cũng thôi 2 suất. Buffet bả ngủ ở chổng luôn, không lẽ mình ngồi không thì mình kiếm chị chủ tiệm mình tâm sự mộng với nhau chị, thôi mà. Chị tưởng là em vô làm luôn. Chỗ có vậy? Thì em vô hay làm một suất đúng không? Chỗ nào không có thì mình tâm sự mỏng thôi mà. Nói chung là anh thật. Nhưng mà lọc ra là chỉ có cái ở dơ á là tật xấu thôi. Dạ còn nữa chị, mỗi lần mà em buồn buồn á, cái em đi làm về có vấn đề trong công việc á, cái bắt đầu
quay qua xách cái giỏ. Chị Năm, để chị Bảy nói chị Năm nghe nha. Trời ơi, hôm nay chị Bảy nhiều chuyện lắm. Chị Bảy nói chuyện không nói chị Năm nghe nè. Trời ơi, đứng mà em nói em đứng hình luôn. Nhiều khi xách cái giỏ quen rồi bà không ấp về, mượn thêm cái váy của bà nữa chơi vô. À, xong cả... cái bà thay qua cái gì ông nội dành cái váy của tôi luôn á. Hai chồng dành đầm của nhau làm chị Bảy với chị Năm. Nhà luôn rộn ra tiếng cười mà không có con, chắc con nó thích lắm. Lúc mà bà Trét về nhìn mặt thấy tội lắm. Mặt sụ xuống giống chó mặt sệ vậy á. Thấy tội lắm, thôi em làm cho bà rảnh lên chút xíu. Mà bà rảnh xong rồi bà đè em xuống bà quýnh em hoài à. Quýnh lên stress đi vậy. Kể tiếp luôn đi, kể rồi. Tiếp là hay đánh chồng nè. Bà giật mình xuống cái bà đi lên đi xuống, đi lên đi xuống giống như đi massage vậy á. Bà đi xéo dài lên là người bà... em đó, đi lên người em không? Đi lên dạ, đi đúng rồi. Massage đó. Thầy tiệm massage người ta đi xong em khỏe, còn này đi xong là em lúng luôn á. Thì em cũng thương anh mà, đúng không? Giờ em con chờ tiêu khiển trước khi ngủ vui lắm. Chồng chồng xích vô đây chờ nó nghe này nè. Giờ xích vô bả chùm mà lại bả lập. Rồi là coi như lúc đó là em lên đấy ốc o rồi đó. Bả xem qua, ai chồng còn tỉnh không chồng? Chắc tỉnh á. Hai đứa đi du lịch, cái phòng thì nó cũng nhỏ kín nữa. Cái bà chơi à, xì ra một cái okay. Biết là em nín thở, em chốt cửa lại. Bà nín thở không nổi, bà hít trước. Cái đó là tự sát à? Dạ, tự sát à. Cái đó là em muốn nguyên đai nguyên kiện luôn. Dạ, đúng rồi. Tự mình á, tự mình đập vô trong cái bản mặt của mình đó. Dạ, tự đánh bông, tự sát. Tự chết rồi. Luôn á. Ví dụ như chồng đang ngủ ngon lành á, mà mở mày lạnh lạnh quá. Vậy chồng. Có gì vậy? Giơ hai tay lên anh. Nửa đêm giơ chìa bà thì cứ giơ lên đi, giơ lên hai tay thọt vô kẹp xuống. Châu ôi má ơi, nó buốt sướng như đâu luôn. Có mấy lần ảnh đi nhậu xỉn vậy đâu còn cảm giác gì nữa đâu. Trời ơi, em lấy bắt đầu lấy son phấn em vẽ đầy mặt. Em còn ghi chữ lên trên trán nè: anh thề sẽ không bao giờ đi nhậu nữa. Có chụp hình lại không? Dạ có. Chụp hình quay phim lại. Chụp tính đăng Facebook. Chửi. Hồi hồi đăng Zalo. Hên là không có đăng. Hai người này dễ thương quá. Quá dễ thương. Có nhiều khi bỏ buồn quá. Hết trò rồi, cái lấy dây thun cột bả hai chùm bên đây, em chùm chính giữa đây nè. Xong để điện thoại lên quay, bắt con gà lên nóc nhà, bắt con gà ở nhà, hai vợ chồng nhúng nhảy nữa. Ôi vui trời quá, vui. Hai chồng đèn hề lắm á. Nhiều bữa đó em mở ra cái loa hơi bị lớn, cái ông hàng xóm cái bên ông gặp cửa hỏi: em ơi, giờ này cũng 12 giờ đêm rồi, em làm cái gì nhỏ nhỏ thôi em. Có nói dạ em xin lỗi. Lúc tại đó em đút cái đầu ra, người ta cũng hơi giật mình. Đút cái đầu ra, tự nhiên trời quất bữa nay mày chơi cái đầu độc quá quá. Nãy giờ còn đánh thêm cái son môi màu đỏ. Hai cục bên đây hồng hồng lên rồi nó trôi. Vậy là hai người này chắc cũng có gì mong muốn thay đổi nhau đâu ha. Dạ. Có không? Có thì có nhiều lắm chị. Đâu em mong muốn vợ em thay đổi gì? Vợ em được cái không? Bà rất là kỹ tính, bà lên quy một cái len luôn. Cuối cùng xong rồi là thích là đi thôi. Không có dính chấu gì cái len hết đó. Giống như lên Đà Lạt chơi đi. Lên Đà Lạt chơi lên quyến len là bữa nay đi đâu đó. Nhưng mà không có đi hướng ngược lại không. Thì giờ đó là ý em muốn thay đổi. Thay đổi cái gì nè? Khi mình lên cái gì rồi đó, mình chịu khó làm giống chút xíu. Em không cần 100% đâu, 50 cũng vui nữa. Hai vợ chồng đói cái: anh ơi em muốn ăn bánh canh. Mà nửa đêm rồi, ok dán chạy đi kiếm bánh canh. Chạy được nữa trường. Anh ơi em muốn ăn vú heo nướng. Vú heo nướng à, phải hoành lại ra vú heo nướng. Chạy gần tới vú heo nướng. Thôi anh ơi em muốn ăn bún riêu. Nói chung là chồng mong muốn vợ có lập trường vững chắc. Trong mọi thứ đó, vậy thôi gì đúng dạ, không đúng rồi. Còn vợ sao? Em thì em cũng thích anh Quốc cứ như vậy, mà yêu em nhiều hơn một chút, chiều em nhiều hơn chút, mà đừng có chơi dơ với em quá. Thì nếu mà nói đổi dơ gì vớ thì vợ em cũng có chút chốt. Chân bà ngủ bà hay mang vớ, chọt vô lỗ mũi tỉnh dậy đi chồng. Lúc đó là nát thở rồi đâu tỉnh được. Lấy hai chiếc kìa nè, chọt thẳng vô cái lỗ mũi. Hai cái cặp này rồi. Chắc phải có đứa con đi. Đặng mà con nó được hưởng những cái gọi là những cái năng lượng vui vẻ của cha mẹ. Lúc này là lúc mà nó sung sướng nhất á. Chứ còn có những nhiều cặp họ mệt mỏi rồi chứ họ không thích chơi. Và anh cũng mong là các em cứ giữ mãi những cứ giữ cái thanh xuân này. Cái thanh xuân và đồng thời là những cái thú vui đặc biệt như thế này. Và hãy tận hưởng cái khoảng thời gian là đang là rất là son như thế này. Đúng rồi. Đó. Rất là con rồi là mình sẽ tập trung vào nó. Nha. Đúng rồi. Xin chào tụi em hạnh phúc nha. Dạ. Cảm ơn tụi em. Dạ.